Chương 51, viên đạn tô phỉ tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thanh Điệp, cùng là nữ nhân nàng nháy mắt cảm giác được một vệt uy hiếp. Diệp Thanh Điệp quá kinh diễm, dáng người có thể nói là hoàng mỹ tỷ lệ, thân cao, khí chất cũng đều kinh diễm. Vị này chính là... Cai Rên mở miệng hỏi. Ta họ Diệp, là quán rượu lão bản. Diệp Thanh Điệp đối Cai Rên nâng chén ra hiệu. Diệp tiểu thư. Cai Rên nâng chén cùng Diệp Thanh Điệp đụng vào một chén, nói ở đây mở một nhà quán rượu dịp tiểu thư nhất định là cái có tư tưởng người thật sao dịp thanh điệp cười tủng tỉm nhìn thoáng qua cai rên bên cạnh tô phỉ chỉ thấy lúc này tô phỉ mặt đã đen bất quá nàng không thèm để ý chút nào đi đến hứa mạc bên người trực tiếp ngồi ở hứa mạc cái ghế trên lan can kể từ đó bờ mông liền trực tiếp cùng hứa mạc cánh tay lẫn tiếp xúc rồi thấy cảnh này cai rên nhìn hứa mạc liếc mắt Ta vừa rồi nghe mấy vị nói chuyện phím, cai rên tiên sinh là sân thi đấu cao thủ. Diệp Thanh Điệp hỏi, ta đối sân thi đấu ngược lại là có chút hứng thú. Vẫn được, chỉ là hoàng kim cấp thi đấu sự có thể nắm lấy số một, chờ thêm kim cương cấp thi đấu sự, sợ là liền có chút khó khăn. Cai rên tự hồ một điểm không khiêm tốn. Ám chỉ mình có thể đánh tới kim cương thi đấu. Ta còn không có nhìn qua kim cương thi đấu, nhất định rất đặc sắc đi dịp thanh điệp cười nói tinh thần thi đấu sự đâu một mực rất hiếu kỳ tinh thần thi đấu sự đều là cái gì người tham gia thực lực mạnh bao nhiêu tinh thần thi đấu sự Cai rên lung lay chén rượu mỹ nữ cho tới hắn am hiểu lĩnh vực tự nhiên càng có hào hứng tham gia tinh thần thi đấu sự đều là kim cương thi đấu sự tuyển chọn ra cấp cao nhất nhân vật những người này đều là thành ban nhân vật đứng đầu trang bị tinh nhuệ năng lực thực chiến siêu cường bọn hắn rất nhiều đều là nhân vật tinh anh. Thậm chí, cai rên nói dừng lại, ngón tay chỉ chỉ phía trên. Phía trên thế giới người. Diệp Thanh Điệp thấp giọng nói. Cai rên cười mà không nói, nói, Diệp Tiểu Thư nếu có hứng thú, hôm nào có thể tìm cơ hội thật tốt tâm sự, có một số việc cũng không thích hợp ở đây nói. Diệp Thanh Điệp không tỏ rõ ý kiến cười cười nói, tinh thần cấp thi đấu sự người tham chiến, nền tính là thế giới ngầm đỉnh tiêm chiến lực đi Trang bị của bọn họ bao quát cơ giáp sao Đích thật là đỉnh tiêm chiến lực Còn cơ giáp đương nhiên không có Kyren nói Thành ban cơ giáp đều là quân dụng Không phải tùy ý có thể điều động Tự mình có được cơ giáp Chỉ có cực thiểu số các đại nhân vật Có quyền hạn Những câu chuyện này đồng dạng không tiện nhiều trò chuyện Minh bạch rồi Diệp Thanh Điệp nhẹ gật đầu Cười nhìn hứa mạc liếc mắt Những này đều là thay hứa mạc hỏi hứa mạc như có điều suy nghĩ thế giới ngầm cơ giáp cũng không tính là tiên tiến nhưng vẫn như cũ chỉ có thể là số ít người mới có tư cách tư hữu bởi vậy có thể thấy được thế giới ngầm quyền hạn là phi thường có hạn liên tưởng đến tiền nhiệm nghị trưởng bị cách chức hứa mạc suy đoán toàn bộ thế giới ngầm đều là nhận phí trên khống chế quyền hạn của bọn hắn không cao bồi dưỡng ra được gian chiến sĩ cũng là muốn đưa vào phía trên thế giới. Thế giới ngầm, chỉ là diễn viên sức lao động cùng với sản xuất nhà máy, vai diễn. Rất tàn khốc. Cai rên, ERA bây giờ thế nhưng là nghị viên tiên sinh bên người hồng nhân, nếu như ERA có thể vì ngươi giật dây, để nghị viên tiên sinh giới thiệu ngươi vào thành ban hộ vệ đội, nói như vậy không nhất định lấy trực tiếp tiến vào hạch tâm, không dùng từ phổ thông hộ vệ đội thành viên bắt đầu, về sau thì có cơ hội tiếp xúc đến cơ giáp. Bên cạnh tô phỉ mở miệng nói ra. Cai rên nhìn về phía Era. ra. Giờ ly rượu lên nói, ERA ra tiểu thư có thể hay không hỗ trợ dẫn tiếng. Era ra có chút khó chịu, mặc dù biết tô phỉ tiếp cận nàng là bởi vì này phương diện nguyên nhân, nhưng đối phương nói như vậy ra tới vẫn như cũ nhường nàng rất không thoải mái, nhất là còn ngay trước mặt hứa mạc. Thật có lỗi, ta và nghị viên tiên sinh cũng không quen thuộc. Era ra mở miệng nói ra. Tô Phỉ ánh mắt nhìn về phía Era, Ra, Tiếu Dung bên dưới mang theo vài phần khinh miệt tư thái, vị kia lão nghị viên háo sắc ai không biết, nàng không cho rằng Era Ra có thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ, ở đây cùng nàng trang cái gì thuần khiết? Không quen. Nghị viện tiên sinh để mắt tới Ê Ra mụ mụ. Sợ rằng liền cũng là vì nàng đi, nếu không, làm sao lại mấy lần mang theo Era Ra có mặt hoạt động? Là bởi vì hứa mặt sao? Tô Phỉ nhìn hứa mặt liếc mắt. Hứa mạc, có khách nhân đến rồi. Diệp Thanh Điệp đối hứa mạc nói, nơi này chuyện hư hỏng, nàng không thèm để ý. Ta đi trước. Hứa mạc đứng dậy đối e ra đạo. Ta cũng có sự, đi về trước. e ra lấy ra đồng liên bang giao cho Diệp Thanh Điệp, đối tô phỉ nói, lần này ta mời. Diệp Thanh Điệp nhận lấy đồng liên bang. Hứa mạc, gặp lại. e ra đối hứa mạc mỉm cười nói. Gặp lại. Hứa mặt gật đầu, tê ra liền rời đi bên này. Cai rên tiên sinh chậm rãi uống. Diệp thanh điệp khẽ cười nói, nói xong còn tận lực nhìn tô phỉ liếc mắt, sau đó cùng hứa mặt vậy rời đi bên này. Tô phỉ sắc mặt có chút khó coi. Cai rên đồng dạng có chút khó chịu, nhưng ở diệp thanh điệp trước mặt, tự nhiên cũng không thể thất thố. Chờ ta một chút. Tô phỉ đối cai rên một giọng nói, sau đó đi hướng quầy ba. Hứa mặt ngay tại pha rượu. Tô Phỉ lấy ra mấy trương đồng liên bang, đều là trăm nguyên mặt giá trị, đưa tới hứa mặt trước người. Hứa mặt ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi một năm tiền lương là bao nhiêu? Tô Phỉ hỏi. Khụ khụ. Bên cạnh tiểu thất ho khan một tiếng. Bất quá lại nhìn được, vùng trộm nhìn thoáng qua mấy trương đồng liên bang. Mạc ca một năm tiền lương. Mạc ca cái này thôn kim thú, một năm tiền lương nói ra sợ là sẽ phải đem nàng dọa sợ đi. Tô phỉ tiểu thư có chuyện gì sao? Hứa mặt mặt không cảm giác hỏi. Ngươi và Era rất quen đi, giúp ta thuyết phục Era. Tô phỉ nói, ta có thể thanh toán ngươi một năm tiền lương. Era tiểu thư không phải đã từng trả lời, nàng đàm phán hòa bình viên tiên sinh cũng không quen thuộc. Hứa mặt đạo. Era mụ mụ là nghị viên tiên sinh nữ nhân, nghị viên tiên sinh thường xuyên mang theo ERA có mặt hoạt động, ngươi nói quen thuộc hay không? Tô phỉ mỉm cười nhìn về phía hứa mạc. Như mang theo vài phần dễu cật ý vị. Tô phỉ đang nghĩ, hứa mạc nghe thế, sẽ phẫn nộ sao? Hứa mạc đích xác có chút sinh khí, thân là bằng hữu, tô phỉ, lại tại trước mặt hắn nhục nhã ERA. Minh bạch rồi. Hứa mạc nhẹ gật đầu, hắn đem điều tốt rượu buông xuống, sau đó đem đồng liên bang đẩy trở lại tô phỉ trước người nhìn xem tô phỉ cười nói ta đối tiền không có hứng thú tô phỉ sửng sốt một chút nhất là giờ phút này hứa mặt tiếu dung như mang theo vài phần tà khí ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú tô phỉ đạo hứa mặt ánh mắt tại tô phỉ khiêu gợi trên thân thể nhìn xuống liếc mắt mỉm cười nhìn nàng lập tức tô phỉ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nàng tự nhiên đã hiểu Tô phỉ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hứa mạc, bị một vị bartender khinh bạc, nàng cảm giác bị mảnh liệt nhục nhã, muốn cầm lấy quầy ba chén rượu, lại bị hứa mạc sớm đè xuống. Tô phỉ nhìn chầm chầm hắn, như đột nhiên nghĩ tới điều gì, tô phỉ đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn hứa mạc liếc mắt, không nói gì, yên lặng quay người rời đi, mang theo cai rên rời đi. Hứa mạc không có để ý, hắn đã không phải là một năm trước hắn rồi ngươi sẽ không thật đối nàng cảm thấy hứng thú a à. Diệp Thanh Điệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hứa mạc bên người. Dựa vào quầy ba mỉm cười nói. Điệp tỷ cho là thế nào? Hứa mạc cúi đầu đáp lại nói. E ra đâu, là vì nàng xuất khí sao? Diệp Thanh Điệp tiếp tục nói, nàng tự hồ rất để ý cái nhìn của ngươi, có cần hay không giúp đỡ nàng. Hứa mạc không để ý đến nàng. Quán rượu nhỏ mỗi ngày chỉ mở 3 giờ, dù sao không phải là vì kiếm tiền. Trong tử quán người ít dần, phía ngoài khu phố vậy dần dần yên tĩnh trở lại. Bất quá đúng lúc này, có mấy người đi vào quán rượu. Đóng cửa rồi. Ngay tại thu thập đồ vật tiểu thất mở miệng nói ra. Bất quá đối phương cũng không để ý tới, sau khi đi vào trực tiếp đem rượu quán khóa cửa tốt. Khiến cho cửa ảnh nhíu nhíu mày. Diệp Thanh Điệp cùng tiểu thất ngẩng đầu nhìn về phía người tới, biết là đến gây chuyện. Hứa mặt vẫn như cũ cúi đầu làm việc, tại quầy ba đếm lấy đồng liên bang. Người cầm đầu ánh mắt lăng lệ, thân thể đứng nghiêm, không giống như là côn đồ, càng giống là huấn luyện đều biết người, ánh mắt của hắn như lưỡi đau giống như nhìn lướt qua quán rượu, sau đó rơi vào hứa mặt trên thân, hỏi, người biết ê e ra tiểu thư? Nhận biết. Hứa mặt lên tiếng, đối phương không nói gì, trực tiếp móc ra một cây thương, trực tiếp nổ súng, tự hồ giải thích cơ hội cũng không lưu lại. Phanh súng vang lên tiếng không lớn, là một thanh cách âm thương. Viên đạn phá không, bắn về phía hứa mạc. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại trường năng lượng, tốc độ của viên đạn phản phất bị thả chậm giống như, mà sát không khí phát ra thanh âm chói tai. Cao tốc phá không viên đạn không có cùng trong tưởng tượng một dạng bắn thủng hứa mạc đầu, mà là tại hứa mạc trước người ngừng lại, một màn quỷ dị khiến cho người nổ súng sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhìn thấy hứa mạc cầm trong tay chén rượu nâng lên, viên đạn rơi vào chén rượu bên trong phát ra thanh thúy tiếng vang. Hứa mạc ngẩng đầu nhìn về phía người nổ súng, người kia sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, ánh mắt nhìn chồng chọc vào hứa mạc, đây là cái gì năng lực? Ngươi biết đây là cái gì quán rượu sao? Hứa mạc thấp giọng hỏi. Đối phương có chút bối rối, muốn tiếp tục bóp co. À! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắn tay bị tiểu thất bắn thủng, thương rớt xuống đất. Phía sau hắn người vậy đồng dạng muốn rút súng. Ảnh thân thể lóe qua, đao quang xẹt qua sau lưng mấy người đầu, trực tiếp cắt xuống, máu tươi vẫy ra. Khi nổ súng nhân thân thể run rẩy kịch liệt, có đau đớn. Cũng có sợ hãi. Ảnh đau rơi vào trên cổ của hắn. Chúng ta là nghị viên người. Người kia run rẩy thân thể đạo. Muốn cầu sinh. Vị kia nghị viên. Diệp Thanh Điệp hỏi. Ta rin. Đối phương đáp lại. Diệp Thanh Điệp quay người, liền thấy ánh đao lướt qua, ảnh đem đầu của đối phương bổ xuống. Chỉ là nhận biết liền trực tiếp bắn giết, không hổ là nghị viên tiên sinh, xem ra, người không giúp cái này bận biểu cũng không được rồi. Diệp Thanh Điệp ánh mắt bên trong lóe qua một đạo lãnh mang. Những đại nhân vật này làm việc vẫn là trước sau như một phong cách, mạng người như cỏ rác. Nghị viên hứa mạc lẩm bẩm chén rượu trong tay buông xuống mở miệng nói tiểu thất tại tiểu thất đáp xử lý xuống thi thể ngày mai đi dò thám đường tìm hiểu bên dưới vị này ta rin nghị viên hứa mạc đạo thu được mạc ca tiểu thất có chút hưng phấn hứa mạc vuốt vuốt mi tâm thế nào đau đầu diệp thanh điệp hỏi còn không có chuẩn bị kỹ càng hứa mạc nói mấy tên sát thủ này cũng không có thể thấy hết, hy vọng đối phương có thể dừng tay đi. Hắn còn muốn tiếp tục ẩn nút một đoạn thời gian, tăng thực lực lên. Sợ là khó. Diệp thanh điệp đạo. Hứa mạc tán đồng nàng. Những đại nhân vật này việc cần phải làm, sợ là nhất định phải làm thành, bọn hắn những dân chúng này tính là gì đồ vật. Chương 52, Quán rượu phong ba ngày thứ hai trước kia tiểu thất liền ra cửa, rất muộn mới trở về. Bất quá hắn vậy mang đến không ít có dụng tin tức, dựa theo hứa mạc cho hắn địa chỉ hắn tìm được Era ở biệt thự địa, bất quá nơi đó cũng không phải là Tarin nghị viên nhà, chỉ là hắn bên ngoài tư nhân nơi ở, hắn ngày bình thường rất ít ở nơi đó. Địa hạ thành bang có 18 vị nghị viên, chủ trì nghị hội quyết định thành bang lớn nhỏ công việc cùng với chức vị bổ nhiệm và miễn nhiệm nghị trưởng thì là tối cao quyết sách người. Hứa mặt chỗ hiểu rõ đến thế giới ngầm chính là một tòa thành phố dưới đất. Nghị viên tạo thành có thể là phía trên những cái kia các đại nhân vật quyết định. Toàn bộ thế giới ngầm đều từ phía trên thế giới các đại nhân vật tại phía sau màn điều khiển. Tarin nghị viên là 18 vị nghị viên một trong. Tarin nghị viên nhà địa chỉ tiểu thất cũng tìm được, đó cũng không phải bí mật gì, tốn chút thủ đoạn liền có thể tra được. Đối phương tại chủ thành khu có được một nơi sang trọng tư nhân trang viên, chiếm diện tích rất lớn, bảo an lực lượng không kém. Trong trang viên, ta rinh nghị viên ngay tại bồi nhỏ tuổi nhi tử chơi đùa. Nơi xa, quản gia mang theo một vị thị vệ đi tới. Tại ta rinh nghị viên bên tai nói thứ gì khiến cho ta rinh nghị viên nhíu nhíu mày? Làm sao mất tích? Ta rinh nghị viên đạo. Còn không rõ ràng lắm, phải đi ra về sau liền không trở về quan thị vệ đáp lại nói đêm qua bọn hắn thu được ta rinh nghị viên chỉ lệnh đi giết một người phái khác mấy người ra ngoài vậy mà mất tích đến như cụ thể là làm sao mất tích còn không rõ ràng lắm bất quá loại sự tình này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỉ có thể vụng trộm làm ta rinh nghị viên châu mày hắn có chút hoài nghi là thiếu niên kia lần trước phái khác ra ngoài người theo dõi vậy không hiểu thấu chết rồi bất quá là chết bởi ngoài ý muốn là rò điện sự kiện dẫn đến lần này chẳng lẽ lại là ngoài ý muốn ban đêm ngươi tự mình đi một chuyến làm sạch sẽ một chút ta rinh nghị viên đối quan thị vệ đạo trong mắt của hắn lóe qua một vệt âm lãnh chi ý khó trách ê ra cái này tiểu tiện nhân một mực không chịu thỏa hiệp nguyên lai là bên ngoài có người trước đó còn một mực chịu đựng nàng xem ra không dùng cho nàng mẫu nữ thể diện nghĩ tới đây trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệt tà mị cười Mẫu nữ hoa, còn chưa có thử qua, quỷ khuất chết đi kim thư ký rồi. Ban đêm quán rượu nhỏ phá lệ náo nhiệt. Hề lên phu nhân lại tới nữa rồi, đơn bạc quần áo đem nở nang dáng người hoàng mỹ làm nổi bật lên đến, ngồi ở trước quầy ba nhìn xem hứa mặt pha rượu. Hề lên phu nhân, ngài rượu. Hứa mặt đem điều tốt rượu đẩy lên hề lên phu nhân trước mặt. Đêm nay có rảnh hay không? Hề lên phu nhân mập mờ nhìn xem hứa mặt nàng thích đùa dẫn cái này trẻ tuổi bartender. hề lên phu nhân, quán rượu sự tình tương đối nhiều. hứa mặt lộ ra ấy nấy tiếu dung, hề lên phu nhân cũng không để ý hứa mặt. một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, chỉ thấy quán rượu nhỏ bên ngoài era đi đến, hôm nay mặc một thân thanh xuân tịnh lệ y phục, lộ ra tràn đầy sức sống. có thể đến quán rượu nhỏ ngồi một chút, là era mỗi ngày mong đợi sự tình, nàng rất vui vẻ. Era ra tiểu thư. Hứa mạc mỉm cười hô. Cho ta điều chén rượu đi, số độ không nên quá cao. Era ra cười nói, ta đi bên cạnh ngồi, không quấy rầy ngươi công tác. Được. Hứa mạc nhẹ gật đầu. Hê lên phu nhân nhìn về phía Ê ra, cười nhìn lấy hứa mạc, nói, yêu đương rồi. Ê ra tiểu thư là bằng hữu của ta. Hứa mạc lắc đầu nói. Rất xinh đẹp. Hê lên phu nhân thấp giọng cười nói, bất quá ngẫu nhiên cũng có thể thay đổi khẩu vị hứa mạc cười khổ trên thực tế hắn vậy thật cực khổ dù sao hắn cái này thân thể chính vào phát dục tuổi tác lại có một người đi vào quán rượu nhỏ là kyren hắn trực tiếp đi tới quầy ba bên này dịp tiểu thư đâu kyren đối hứa mạc hỏi không biết hứa mạc lắc đầu kyren đưa qua một tấm đồng liên bang đặt ở hứa mạc trước mặt Hứa mặt quay đầu lại nhìn về phía thang lầu bên kia, nói, lão bản, có khách tìm. Nói nhanh chóng đem đồng liên bang thu vào. Sinh hoạt không dễ. Cai rên lộ ra một vệt thần sắc khinh thường, bên cạnh hề lên phu nhân thì là cười nói, sinh ý càng ngày càng tốt, hôm nào lại tới tìm ngươi, hứa mặt đệ đệ. Nói hề lên phu nhân cười đứng dậy rời đi. Diệp thanh điệp đi xuống, cười trừng hứa mặt liếc mắt, sau đó nhìn về phía cai rên nói, cai tiên sinh tìm ta. Dịp tiểu thư hôm qua không phải là muốn hiểu rõ một ít chuyện sao, hôm nay đi ngang qua nơi này, một đợt tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Cai rên khẽ cười nói. Dịp thanh điệp cảm giác một trận chán ghét, nàng xem hướng hứa mạc, chỉ thấy hứa mạc vẫn như cũ cúi đầu làm lấy chính mình sự tình, giống như là không có nghe được giống như. Ở phía dưới đá hứa mạc một cước, dịp thanh điệp nhìn xem cai rên nói, ta và cai tiên sinh rất quen sao cai rên sững sờ nhìn xem diệp thanh điệp nói chậm rãi liền quen thật sao diệp thanh điệp nhìn thoáng qua quán rượu nhỏ bên ngoài mở miệng nói cai rên tiên sinh cùng tô phỉ tiểu thư quan hệ không tệ a à. nguyên lai like là để ý cái này cai rên nhìn diệp thanh điệp liếc mắt nói gặp diệp thì chơi mà thôi tô phỉ cha mẹ tại nghị viện công tác ta muốn tiến vào liên bang hộ vệ đội hạch tâm bộ môn cần lợi dụng đến nàng diệp tiểu thư có thể hiểu được a à diệp thanh điệp cười cười nói đương nhiên có thể hiểu được chỉ là tô phỉ tiểu thư có thể hiểu hay không liền không rõ lắm diệp tiểu thư luôn luôn nhấc lên nữ nhân kia có chút mất hứng cai rên đạo thật sao sau lưng truyền đến một thanh âm cai rên ánh mắt khẽ biến quay đầu lại liền nhìn thấy tô phỉ xuất hiện ở kia tô phỉ chỉ là trò đùa mà thôi cai rên mở miệng nói ra đã thấy tô phỉ trực tiếp tại quầy ba cầm lấy hứa mạc trước người rượu dội ở cai trên mặt, lần này hứa mạc không có ngăn cản nàng cầm cái chén. Cai lau sạch sẽ trên mặt rượu, thấy quán rượu người đều nhìn về phía bên này, sắc mặt lập tức cũng biến thành khó xử. Người có ý tứ gì? Cai nhìn chầm chầm tô phỉ đạo. Tô phỉ tự hồ cũng có chút hối hận sự vọng động của mình, nàng nhìn chầm chằm dịp thanh điệp nói, người cố ý. Tự hồ đem trách nhiệm quy tội Diệp Thanh Điệp. Hôm qua nàng tìm tới quan hệ có liên lạc nghị viên người bên cạnh, báo cho ERA cùng hứa mặt tình huống, hôm nay tận lực tới xem một chút, không nghĩ tới cái này quán rượu nhỏ vậy mà không có việc gì, mà lại bị nàng gặp vừa rồi phát sinh sự tình. Vừa rồi tô phỉ tiểu thư chén rượu kia, 100 đồng liên bang. Diệp Thanh Điệp không có trả lời nàng. Tô phỉ đem 100 đồng liên bang lắc tại đi trên đài, nhìn chầm chầm Diệp Thanh Điệp nói, hy vọng ngươi cái này quán rượu nhỏ có thể mở xuống dưới. Nói nàng quay người rời đi, cai rên tự nhiên cũng biết bị lừa rồi. Lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Điệp liếc mắt đi theo tô phỉ đi ra cửa. Hai người vừa ra cửa, liền nhìn thấy một chiếc xe dừng ở quán rượu nhỏ cổng, tài xế đi xuống kéo ra ghế sau cửa xe, một vị mang theo kính trăm trung niên đi xuống, một cái khác chỗ ngồi đồng dạng có một dưới người xe. Bọn hắn nhìn thoáng qua quán rượu, sau đó hướng phía bên trong đi đến Tô Phỉ cùng Cai Rên tránh ra vị trí Nàng nhận ra đối phương là ta rinh nghị viên quản gia Có trò hay để nhìn Tô Phỉ thấy cảnh này trong lòng cười lạnh Không có lập tức trời đi Quản gia cùng quan thị vệ đi vào quán rượu Để ra sau khi thấy sắc mặt trong lúc đó trở nên phá lệ khó xử Nàng bị theo dõi sao Quản gia đi hướng quầy ba Người chung quanh đều ào ào tránh ra đều cảm nhận được một cổ không giống bình thường không khí, lần lượt có người đứng dậy rời đi quán rượu. Quản gia trực tiếp ngồi xuống, mở miệng nói, cho ta điều một chén rượu. Được. Hứa mặt nhẹ gật đầu, điều được rồi một chén rượu đưa cho đối phương. Không có đối thoại, nhưng e ra phản ứng hứa mặt nhìn ở trong mắt, nàng đã khẩn trương đứng dậy, có chút sợ hãi, cũng có lo lắng. Ngược lại không phải vì chính nàng, mà là lo lắng hứa mặt nàng sợ nàng sẽ hại chết hứa mạc. Quản gia chẳng hề nói một câu. Yên lặng uống rượu, bầu không khí có chút kiềm chế. Nhìn thoáng qua hứa mạc bên cạnh dịp thanh điệp, uống rượu xong quản gia quay người hướng phía Era đi đến. Trong mắt hắn, hứa mạc mấy người bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, hắn căn bản khinh thường ngoảnh đầu, giống như là con kiến giống như, một cước liền có thể giẫm chết. Nghị viên tiên sinh nhìn trúng nữ nhân đều dám nhúng chạm, không biết sống chết đồ vật quản gia đi đến Era ra trước người nói "Era ra tiểu thư ta đưa ngài quay về chỗ ở được Era ra gật đầu đi theo đối phương đi ra quán rượu quay đầu lại nhìn hứa mạc liếc mắt ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng nàng không dám không đi sợ sẽ liên lụy hứa mạc ra quán rượu Era ra nói hắn chỉ là bằng hữu của ta trong thanh âm của nàng mang theo vài phần năn nỉ chi ý nguyên lai like là Era ra tiểu thư bằng hữu Quản gia nhẹ gật đầu. Không được đụng hắn có thể chứ. Tê ra nghe tới đối phương bình tĩnh ngữ khí càng sợ hơn, ta cái gì đều có thể đáp ứng. Nàng thanh âm bên trong mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, nếu như vận mệnh nhất định nàng như thế. Như vậy, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Tự hồ căn bản trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Ác mộng cuối cùng vẫn là ác mộng. Cùng hứa mặt trùng phùng cuộc sống của nàng trong có một chùm sáng, nhưng nảy cuối cùng hư vô phiêu miểu, vô pháp chạm đến. Ngồi lên xe, tay ra một mực nhìn lấy quán rượu nhỏ phương hướng, nàng có chút tuyệt vọng, tựa như ba ba thời điểm chết một dạng tuyệt vọng. Xe nhỏ chậm rãi lái rời, tô phỉ ánh mắt nhìn lướt qua quán rượu nhỏ bên trong, sau đó rời đi bên này. Nàng biết rõ hứa mặt xong, quản gia cùng đội trưởng đội thị vệ cũng đích thân tới, ta rình nghị viên không có khả năng bỏ qua hứa mặt. Hắn và tiện nhân kia, đều chết chắc rồi. Bọn hắn sau khi rời đi, liền có nhất hành thân ảnh đi tới quán rượu nhỏ. Trong đó liền có trước đó vị kia không hề rời đi đội trưởng đội thị vệ, hắn mang không ít người. Bất quá không có lập tức động thủ, mà là tìm một chỗ ngồi xuống đến, phản phất bọn hắn chỉ là đến uống rượu. Tiểu thất cùng khách nhân khác hàng huyên trò chuyện, lập tức số lượng không nhiều mấy người khách vậy rời đi quán rượu nhỏ, liền chỉ còn lại hứa mặt bọn hắn cùng với đội trưởng đội thị vệ đám người. Quán rượu nhỏ lộ ra phải có chút yên tĩnh. Tiểu thất đi đến quán rượu nhỏ bên ngoài, nhìn chung quanh liếc mắt, sau đó phủ lên đóng cửa nhãn hiệu, lặng lẽ khóa kỹ môn. Hứa mặt an tĩnh dọn dẹp chén rượu, dịp thanh điệp quay người lấy ra một thanh dao phay, nàng tại mài đao. Ảnh từ bên trong góc đứng dậy, trong tay dẫn theo một thanh trường đao toàn bộ quán rượu nhỏ bên trong lộ ra một cổ quỷ dị không khí. Đội trưởng đội thị vệ nhíu nhíu mày, cái này quán rượu nhỏ không thích hợp. Hắn đứng dậy, cởi ra y phục, mặc trên người chiến giáp, người đứng bên cạnh hắn cũng đều đứng dậy, đi tới quán rượu nhỏ trung gian. Ta rinh nghị viên bây giờ tại nhà sao? Hứa mặt vẫn như cũ dọn dẹp chén rượu mở miệng nói ra, đội trưởng đội thị vệ con ngươi có co vào. Đối phương vậy mà biết rõ ta rinh nghị viên. Hứa mặt ngẩng đầu, đen nhánh trong ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười sáng lạng. Hoan nghênh đi tới thợ săn quán rượu. Chương 53, chém đầu tại thế giới ngầm, chế phục bạo lực biện pháp tốt nhất là bạo lực. Sở dĩ, đội trưởng đội thị vệ bọn hắn cũng mất. Ta nghị viên trang viên. Quản gia đưa Era về nàng ở biệt thự, liền trở lại trang viên nghị viên tiên sinh. Quản gia không người nói, tại quán rượu gặp Ê Ra Tiểu Thư cùng nạn bằng hữu, Ê Ra Tiểu Thư thay nạn bằng hữu cầu tình, ta đưa Ê Ra Tiểu Thư sau khi trở về, quan thị vệ đã dẫn người đi quán rượu xử lý. Ta rin nghị viên híp mắt, toát ra một vệt âm lãnh chi sắc. Tiện nhân. Cực khổ rồi. Ta rin nghị viên mở miệng nói. Quản gia không người, nói, nghị viên tiên sinh muốn hay không nghỉ ngơi trước. Ta nghị viên nhẹ gật đầu, đứng dậy đi hướng sau lưng kia tòa nhà xa hoa biệt thự. Quản gia không có đi, ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, an tĩnh chờ đợi tin tức. Ban đêm trang nghiêm yên tĩnh mà hài lòng, quản gia rất hưởng thụ loại cảm giác này, bất quá đội trưởng đội thị vệ làm việc tự hồ chậm chút, lại vẫn không trở về. Ngoài trang viên, bên trong cửa sắt bên ngoài đều có thủ vệ, còn có không ít giám sát thiết bị. Lúc này chỉ thấy giám sát thiết bị giống như là chập mạch giống như, phát ra suy suy tiếng vang, có dòng điện lưu động, sau đó phịch một tiếng, trực tiếp dập tắt. Ừm. Ngoài cửa sắt hai vị cầm thương thủ vệ phát giác dị thương. Vừa định muốn đi qua tuần sát. Trong bóng tối, có kim loại sáng bóng lấp lóe, phốc thử tiếng vang truyền ra, cổ hai người xuất hiện một đầu tơ máu, trực tiếp ngã xuống, kia kim loại quang mang là hai tấm kim loại bài poker, Đồng thời tiếp tục hướng phía bên trong cửa sắt bay đi. Tình huống như thế nào? Bên trong cửa sắt đồng dạng có thủ vệ, nghe tới động tỉnh về sau đi tới cửa hỏi thăm, lại nhìn thấy kim loại sáng bóng trong bóng đêm bay hướng bọn hắn, lại là hai đạo tơ máu bay ra, trực tiếp bị cắt ít hầu. Trong bóng tối, có mấy đạo thân ảnh hướng phía bên này đi tới, chính là hướng mặt bốn người bọn họ. Trên thân đều võ trang đầy đủ, người mặc chiến giáp mũ bảo hiểm, đem gương mặt che kín chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Tiểu thất đi ra phía trước kiểm tra một hồi, mở miệng nói, không có khóa, là điều khiển khống chế. Tránh ra. Diệp Thanh Điệp mở miệng nói ra, tiểu thất tránh ra. Chỉ thấy Diệp Thanh Điệp trong tay nguyên lực kiếm tỏa ra ánh sáng, trực tiếp bổ về phía cửa sắt, âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra, cửa sắt bị trực tiếp chém ra tới. Tiếng cảnh báo nháy mắt vang lên, có chút chói tai. Vẫn là điệp tỷ lợi hại. Tiểu thất ngạc nhiên nói. Lần thứ nhất, không có kinh nghiệm. Diệp Thanh Điệp có chút xấu hổ, nhắm mắt nói. Sông nghị viên nhà, đúng là lần thứ nhất. Không quan hệ. Hứa mạc mở miệng nói ra, từ phá vỡ trong cửa sắt đi vào. Diệp Thanh Điệp cùng tiểu thất cầm lấy trong túi đeo lưng trang bị đuổi theo, ảnh canh giữ ở cổng, giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện giống như. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này rồi trong trang viên rất lớn tiếng cảnh báo đem tất cả mọi người bừng tỉnh đến bên ngoài biệt thự quản gia đứng dậy ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài chuyện gì xảy ra sau lưng hắn rất nhiều người hướng phía phía trước phóng đi trong tay đều dẫn theo thương oanh một tiếng vang thật lớn chạy băng băng người trực tiếp bị tạt bay trong trang viên bên dưới nổi lên một mảnh huyết vũ dưới ánh đèn lờ mờ bọn hắn thấy được ba bóng người xâm nhập trong trang viên Ba người song song mà đứng. Bên trái tự hồ là một vị nữ tử, trên bờ vai khiên hỏa lực nặng pháo, đối bên trong trực tiếp khai hỏa. Oanh, oanh. Đám người không ngừng bị tạc bay. Phía bên phải một người đồng dạng bưng lấy tiên tiến thiết bị, bắn ra năng lượng màu xanh lam chùm sáng, trong đêm tối giống như là xuất hiện từng đạo như thiểm điện, trực tiếp đối phía trước càng quét. Qua trong giây lát tiến lên một đoàn người toàn bộ ngã xuống, không có một người sống ba người hướng phía tiếp tục hướng biệt thự đi đến xem lực lượng phòng ngự như là không có gì giống như là đến nhà mình đồng dạng đây là có chuyện gì quản gia sắc mặt cực kỳ khó xử phía ngoài thủ vệ cùng với tuần tra người đều là phế vật sao lại có người dám trực tiếp cưỡng ép xâm nhập nghị viên nhà mà lại cũng đều mang theo cường lực vũ khí đây không phải chui vào là cường công hắn quay người hướng phía biệt thự đi đến chỉ thấy biệt thự chung quanh lần lượt có người chi viện mà tới. Giết chết bọn hắn. Quản gia mở miệng nói, những cái kia ra tới người tránh tại thạch sau cột đối mặt với đi hướng bên này hứa mặt ba người xạ kích. Oanh. Diệp thanh điệp trực tiếp khai hỏa, cục đá đều nổ bể ra đến, cục đá vẫy ra. Năng lượng màu xanh lam chùm sáng vậy đồng dạng quét sạch. Tại súng pháo ở giữa còn có một trương trương kim loại bài poker trong bóng đêm lượng vòng núp trong bóng tối người từng cái bị cắt ít hầu, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Ba người bước chân không có nhận chút nào trở ngại, một đường hướng phía trong biệt thự xâm nhập. Biệt thự tầng cao nhất. Xa hoa trong phòng, ta rin nghị viên vừa vận động xong chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên cạnh còn nằm không mảnh vải che thân tuổi trẻ nghị viên phu nhân, hai người đều bị bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Trẻ tuổi nghị viên phu nhân hoảng sợ nói. Ta đi ra xem một chút. Tarin nghị viên ánh mắt bên trong lộ ra khí tức lãnh liệt, hắn mở ra phòng ngủ ngăn tủ, mặc vào một bộ phòng hộ chiến giáp, cũng bưng lên một thanh dài hình nguồn năng lượng thương hướng phía bên ngoài đi đến. Phía ngoài thủ vệ là làm ăn cái gì, lại bị người giết tiến đến. Tuần tra đội chấp pháp đâu? Đều là thùng cơm. Thành ban chủ thành khu loại chuyện này là cực hiếm thấy. Thế giới ngầm đối mạnh hỏa lực vũ khí cùng với năng lực giả khống chế đều phi thường nghiêm ngặt. Oanh! Mảnh liệt chấn động tiếng vang truyền đến, biệt thự đại môn bị người trực tiếp quanh mở, ta rin nghị trưởng sắc mặt khó xử, bên cạnh có ba vị người mặc chiến giáp người đi tới, là quản gia cùng với hai tên quan thị vệ, cũng là thủ vệ ta rin nghị viên an toàn trọng yếu nhất mấy người. Nghị viên tiên sinh, có người xâm lấn, mời ngài trong phòng nghỉ ngơi. Quản gia đối ta rin nghị viên mở miệng nói. Ta rin nghị viên ánh mắt bên trong lộ ra hàng quan, hỏi, có biết hay không là ai? còn không biết. Quản gia đáp lại nói, ta đây liền đi thanh lý. Đi thôi, chờ ngươi tin tức tốt. Ta rinh nghị viên mở miệng một giọng nói, quản gia mang theo hai tên quan thị về hướng phía biệt thự hướng thang lầu mà đi. Hứa mặt ba người đem biệt thự oanh mở sau đi thẳng vào, cảm giác lực phóng thích, lập tức cả tòa biệt thự đều ở đây hứa mặt cảm giác bao trùm bên trong. Ta rin nghị viên quả nhiên tại, như vậy miễn đi một chút phiền phức phía trước thang lầu có âm thanh truyền đến, hai vị người mặc chiến giáp thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Oanh, oanh, oanh. Diệp Thanh Điệp liên tục khai hỏa. Hai người mới ra đến liền trực tiếp bị đánh trúng, cường đại lực lượng khiến cho thân thể đối phương đụng vào trên vách tường, bất quá lại bị chiến giáp phòng hộ ở, chỉ là chấn động đến có chút khó chịu. Tiểu thất vậy bổ thương xả kích, hứa mặt thân thể thì là hướng phía trước phi nước đại mà ra, nguyên lực chiến đao ra khỏi vỏ hai người vừa mới chuẩn bị phản kích, liền nhìn thấy hứa mạc xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, trong tay chiến đao trực tiếp quét ngang mà qua. Chiến đao phá giáp, hai cái đầu bay lên, máu tươi vẫy ra. Lúc này, một thân ảnh từ thang lầu bay vọt mà xuống. Trong tay năng lượng màu đỏ chiến đao chém giết mà xuống, ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Hứa mạc trong tay chiến đao dơ lên, màu đen chiến đao chặn lại rồi đối phương đao. Các ngươi là ai? Quản gia con mắt nhìn chầm chầm Hứa Mạc, người này rất mạnh. Người đã quên giao tiền thưởng. Hứa Mạc thấp giọng nói, "Quản gia con ngươi co vào." Chiến đao ma sát, màu đen chiến đao trực tiếp xẹt qua màu đỏ chiến đao, Hứa Mạc thân thể tiến lên một bước, theo đối phương bên cạnh đi qua. Quản gia cổ mặt bên hộ giáp bị cắt mở, máu tươi bắn tung tóe mà ra, ánh mắt hắn mắt nhìn phía trước, nghĩ tới trước đây không lâu hắn ngồi ở quán rượu Quầy Ba. Trước người một vị thiếu niên yên lặng vì điều một chén rượu. Tiền thưởng là Era bằng hữu. Diệp Thanh Điệp cùng tiểu thất ngạc nhiên nhìn xem một màn này, ba người, nhảy mắt miễu sát. Biến thái. Tiểu thất nói thầm một tiếng. Hứa mặt hướng thẳng đến đi lên lầu. Diệp Thanh Điệp cùng tiểu thất riêng phần mình chia ra hành động. Ta rin nghị viên chưa có trở về gian phòng, tự hồn nghe được nhỏ nhẹ tiếng bước chân, sắc mặt của hắn phá lệ khó xử, Thương trong tay nhắm ngay đầu bậc thang vị trí, mấy trương kim loại bài poker đột nhiên bay ra, ta rin nghị viên trực tiếp khai hỏa, thương trong tay bắn ra tự sát năng lượng dây xích thiểm điện, phát ra suy suy tiếng vang, đối diện vách tường đều bị bắn thủng tới. Phanh, kim loại bài poker giống như là mọc mắt giống như lượng vòng mà tới, đánh trúng ta rin nghị viên tay, mặc dù có chiến giáp bảo hộ, nhưng cường đại chấn lực vẫn như cũ khiến cho súng trong tay của hắn rớt xuống đất một đạo người mặc chiến giáp thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hứa mặt nhìn thoáng qua trên đất thương, vũ khí này không sai, bởi vậy hắn không có hủy đi. Người muốn cái gì? Ta Rin nghị viên có vẻ hơi trấn định, không hỏi hứa mặt là ai, mà là hỏi hắn muốn cái gì. Hứa mặt tiếp tục hướng phía hắn đi đến. Vô luận điều kiện gì đều có thể sách, giết ta ngươi lấy không được chỗ tốt gì. Ta Rin nghị viên tiếp tục nói. Thế giới ngầm do ai thống trị? hứa mặt hỏi cho tới nay nghi hoặc ta rin nghị viên sắc mặt tái nhợt hứa mặt vấn đề để hắn minh bạch hắn sợ là không sống nổi hắn mục đích tuyệt không phải tiền cùng quyền ngươi nghĩ biết đến ta đều có thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng bỏ qua ta ta rin nghị viên đáp lại nói con cái của ngươi ta có thể không giết hứa mặt nói ta rin nghị viên có chút tuyệt vọng hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn ta rin nghị viên nói thế giới ngầm từ công ty thống trị công ty là cái gì hứa mạc tiếp tục hỏi phía trên gia tộc liên hợp công ty tarin nghị viên nói nghe ta một lời khuyên cho dù ngươi rất mạnh nhưng không nên cùng công ty là địch công ty trưởng khống lực lượng không phải thế giới ngầm có thể so sánh hứa mạc đại khái hiểu không có chậm trễ quá nhiều thời gian thân thể của hắn hướng phía trước trong tay chiến đao chém xuống phanh một tiếng vang thật lớn, ta rinh nghị viên trùng điệp té ngã trên đất, trực tiếp chấn choáng. Nhưng chiến giáp xuất hiện một cổ cường đại lòng năng lượng, vậy mà không có một đao trảm phá. Hắn nguyên lực chiến đao bản thân mang theo phá giáp chi lực. Lại thêm hắn thực lực hôm nay, một đao phá giáp không khó. Trừ phi, chiến giáp rất tốt, hứa mặt đi lên trước đem đối phương chiến giáp bới xuống tới, sau đó chiến đao sẽ qua đầu của đối phương. Chém đầu kẻ giết người phải có giác ngộ bị giết. Trong phòng truyền ra một đạo sợ hãi tiếng thét chói tai, hứa mặt nhìn về phía bên trong, một vị nữ tử phơi bày thân thể, nắm lấy chăn mền co quắp tại kia. Một tấm thẻ kim loại bay vào, trực tiếp cắt vỡ đối phương cổ họng, sau đó bay trở về đến hứa mặt trong tay. Hứa mặt cất kỹ chiến giáp lại đi vào gian phòng, đem két sắt trực tiếp phá vỡ. Bên trong một đống đồng liên bang, hứa mặt nhanh chóng trang lên, động tác phi thường thuần thục. Làm xong đây hết thảy, hứa mặt đi xuống lầu, liền nhìn thấy Diệp Thanh Điệp cùng tiểu thất trên người một người khiên cái túi đeo lưng. Ba người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, ăn ý hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Ảnh ở bên ngoài dọn dẹp chạy tới tuần tra nhân viên, bốn người tụ hợp sau trong đêm tối rời đi. Chương 54, lùng bắt sáng sớm ngày thứ hai, ta rinh nghị viên nhà trang viên bị phong tỏa, nhưng tin tức vẫn như cũ phi tốc truyền bá ra ngoài. Một vị nghị viên ở nhà bị chém đầu, đây tuyệt đối là đại sự kiện, tin tức ngầm phi tốc khuếch tán, truyền đi xôn xao. Có người nói là cướp bóc án, ta rin nghị viên nhà đáng tiền hàng đều bị dời trống, két sắt cũng bị cậy mở, hắn vị thành niên con cái không có bị giết, mang ý nghĩa hung đồ cũng không phải là cùng hung cực ác hạng người nhưng lập tức chính là cướp bóc án vậy tuyệt đối không là bình thường cướp bóc án, nghị viên tiên sinh trong nhà lực lượng phòng ngự tất nhiên là mạnh vô cùng. Thủ vệ đều bị giết chết, giám sát cũng đều bị phá hư, đây tuyệt đối là một trận mưu đồ đã lâu phạm tội sự kiện. Cuối cùng, trận này tập kích sự kiện bị định tính vì ác ôn tập kích khủng bố hành động, thành ban hộ vệ đội tiếp nhận điều tra, đội chấp pháp phối hợp, phong tỏa chủ thành khu cửa ra vào, tiến hành nghiêm ngặt nhân viên sàng lọc đêm qua sự kiện ác ôn trên người có vũ khí hạng nặng đồng thời từ ta rinh nghị viên nhà đoạt đi vũ khí cùng đồng liên bang chỉ cần tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra ác ôn ra không được thành toàn bộ chủ thành khu khắp nơi đều là đội chấp pháp thân ảnh chủ thành khu sẽ triển khai thảm thức lục soát đồng thời tuyên bố kết xù treo thưởng cổ vũ dân chúng cung cấp manh mối thế tất đem hung thủ bắt tới trong lúc nhất thời toàn bộ chủ thành khu đều bị khẩn trương không khí bao phủ Vô số người nghị luận Nghị viên ở nhà bị ác ôn giết chết Mà lại là chém đầu Chuyện này quá mức nghe rận cả người Cũng không biết ai lớn gan như vậy Đông, đông, đông Quán rượu nhỏ truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa Tiểu thất xuống lầu mở cửa phòng Liền nhìn thấy ba vị đội chấp pháp người trực tiếp xâm nhập Người cầm đầu nói Đội chấp pháp kiểm tra Phối hợp một chút Nói là phối hợp Người đã xông vào hiển nhiên làm loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên bọn hắn căn bản không quan tâm dân chúng tư ẩn tống ty trong miệng nằm một điếu thuốc nhìn xem thủ hạ kiểm tra có chút phiền muộn đáng chết ác ôn cũng không biết ở đâu ra lá gan giết chết nghị viên bây giờ bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ tiến hành thảm thức lục soát toàn bộ chủ thành khu muốn lục soát lúc nào hy vọng sớm chút bắt đến hung đồ đi không phải bọn hắn sợ là không có một ngày tốt lành qua không có đội chấp pháp người lục soát xong đối tống ti đạo. Đem tàn thuốc ném xuống đất, tống ti giẫm diệt, nói, đi trên lầu nhìn xem. Nói bước chân hướng phía đi lên lầu. Tiểu thất nhìn chầm chầm thân ảnh của bọn hắn, trong tay áo cánh tay máy biến hình, lộ ra nòng súng, yên lặng đi theo sau. Lầu 2, hứa mạc ba người đều ở đây. Nhìn thấy diệt Thanh Điệp thời điểm tống ti mắt sáng rực lên mấy phần, phất phất tay, hai tên thủ hạ khắp nơi lục soát trưởng quan, chúng ta mở quán rượu nhỏ, là phạm vào tội gì sao? Diệp Thanh Điệp đối Tống Ti hỏi. Không có. Tống Ti nhìn chầm chầm Diệp Thanh Điệp, đi lên phía trước nói, xảy ra chút sự, thông lệ kiểm tra mà thôi. Nói nhìn một chút Diệp Thanh Điệp sau lưng. Trưởng quan, gian phòng có chút tư nhân vật dụng, có thể hay không tính rồi. Diệp Thanh Điệp nói lấy ra mấy trương đồng liên bang đưa tới, Tống Ti nhìn thoáng qua không có tiếp nhận trưởng quan có rảnh rỗi, có thể thường đến uống chút rượu. Diệp Thanh Điệp tiếp tục nói. Được. Tống ti cười tủm tỉm tiếp nhận đồng liên bang, nhìn thoáng qua Diệp Thanh Điệp bên cạnh hứa mạc, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Bất quá cũng không còn nhớ tới, có lẽ ở đâu gặp qua chưa. Ba người quay người rời đi. Tiểu thất yên lặng đem máy móc thương thu vào, bị tay áo che kín. Sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Thanh Điệp nụ cười trên mặt biến mất, chụp lên một tầng lạnh như băng sương lạnh, lộ ra sát ý, lần trước là hắn A. Diệp Thanh Điệp đối hứa mặt hỏi. Ừ. Hứa mặt nhẹ gật đầu. Giáo đường lần kia, chính là Tống ty dẫn đội, trực tiếp hạ lệnh nổ súng bắn giết Phương Thúc. Suối quẩy. Tiểu thất buồn bực nói, thật nghĩ một phát súng giết chết bọn hắn. Lại muốn điệp tỉ nuốt giận vào bụng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bọn hắn thật lâu không có chịu tội khí này rồi nhìn một chút đi. Hứa mặt mở miệng nói, những ngày này sợ là cũng sẽ không thái bình. Quản gia trước đó đến chúng ta quán rượu không ít người thấy được, mặc dù chẳng hề làm gì, nhưng không biết có thể hay không dẫn tới đến tiếp sau phiền phức. Nói, hắn đi về phía Diệp Thanh Điệp ngăn trở cánh cửa kia, nơi đó là phòng tu luyện, cũng là bí mật. Tống ti nếu như nhất định phải vào cánh cửa kia, sợ là đã là cái người chết. Trên đường phố khắp nơi đều là đội ngũ tuần tra, từng nhà lục soát dù sao chết là một vị nghị viên các đại nhân khác vật tự nhiên vậy sợ hãi ở trong môi trường này người người cảm thấy bất an không ít phạm tội nhóm người cứ như vậy không giải thích được bị nắm chặt ra tới trong lòng mắng to ác ôn đương nhiên những cái kia nhân viên công chức không ở lục soát liệt kê đội chấp pháp không có cao như vậy quyền hạn tô phỉ trong nhà chính là nhân viên công chức nàng biết được tin tức sau phi thường ngoài ý muốn trước đó còn muốn thông qua ERA cùng Tarin nghị trưởng nhờ và chút quan hệ. Mà lại giống như chính là nàng hôm qua rời đi quán rượu sau đó phát sinh sự tình, tự hồ lộ ra mấy phần quỷ dị. Bất quá tô phỉ vẫn không có liên tưởng đến hứa mạc, một cái quán rượu nhỏ bartender, nàng làm sao lại liên tưởng đến giết chết nghị viên tiên sinh ác ôn. Nàng chỉ là đang nghĩ. Ta nghị trưởng xảy ra chuyện trước, có hay không phái người tiến về quán rượu nhỏ giết chết hứa mạc bọn hắn nghĩ đến trong tử quán tiện nhân, nàng đến nay vẫn như cũ phẫn nộ. Lúc buổi tối đi xem một chút. Thành bang chủ thành khu vùng ngoại thành, có một mảnh tương đối sung túc khu biệt thự. Ở chỗ này người mặc dù không có công chức thân phận, nhưng là xem như lẫn vào tương đối tốt, bởi vậy phiến khu vực này tư mật tính một mực tương đối tốt, rất ít nhận ngoại giới quấy nhiễu. Bất quá lần này, mảnh này khu biệt thự vậy đồng dạng muốn tiến hành thông lệ kiểm tra. Nghị viên chết, ác ôn cũng không đơn giản, là tồn tại ở chỗ này khả năng. Chỉ bất quá, tới đây thông lệ kiểm tra là thành ban hộ vệ đội thành viên. Tại một nhà biệt thự trong sân, có vui cười âm thanh truyền ra, Bạch Vi cùng Mi chính mang theo yêu nhi chơi đùa. Ba đồ lão gia thì là nằm ở trên ghế, phá lệ hài lòng, tự hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lần trước trời đi tiệm bách hóa hứa mạc cho hắn một số lớn đồng liên bang, không tốn trắng không tốn. Bên ngoài viện, một vị quản gia đi đến ba đồ lão gia bên người nói lão gia thành ban hộ vệ đội người bảo là muốn thông lệ kiểm tra hy vọng có thể phối hợp chuyện gì xảy ra sao ba đồ lão gia híp mắt hỏi nghe nói là một vị nghị viên nhà bị ác ôn xâm nhập giết chết bây giờ chính toàn thành lùng bắt hung thủ quản gia đạo để bọn hắn vào đi ba đồ lão gia nói quản gia gật đầu rời đi một lát sau có hai tên võ trang đầy đủ thành ban hộ vệ đội thành viên đi đến, mia bọn hắn có chút khẩn trương nhìn xem người tới. Tùy tiện lục soát đi, không cần phá hư đồ vật. Ba đồ lão gia nói. Đa tạ phối hợp. Hai người gật đầu, tiến vào biệt thự lục soát, cũng không lâu lắm liền đi ra tới. Một tên mập hai vị tuổi trẻ nữ tử, lại thêm một đứa bé. Thấy thế nào cũng không giống ác ôn. Đi đến cửa viện, một người trong đó lấy ra một tấm hình, quay đầu lại nhìn ba đồ lão gia liếc mắt, chỉ thấy ba đồ lão gia một thân thịt mỡ, con mắt đều nhanh không mở ra được, cùng trước mắt trong tấm ảnh thanh niên đẹp trai hoàn toàn không chút nào tương quan. Nhưng mập mạp đối lên, bất quá có thể là trùng hợp. Hai người rời đi bên này, quản gia đóng kỹ cửa sân. Mi đi đến ba đồ lão gia bên người, nàng nghe được quản gia nói: "Ba ba, có phải hay không là hứa mạc?" nàng thì thào thì thầm. Một năm trước sự kiện, sau này phát sinh sự tình nàng nghe qua, chợ đen lọc vào đồ sát. Máu chảy thành sông. Nếu như sân thi đấu người thật là hứa mạc, lấy tính cách của hắn rất có thể sẽ đối những cái kia đại nhân vật hạ thủ. Nàng đến nay vẫn như cũ nhớ được hứa mạc mặt giáp cầm đao hình tượng. Hứa mạc là trong mắt của nàng dũng sĩ. Không có khoa trương như vậy chứ. Ba đồ lão gia thấp giọng nói, nhìn bên người Mia liếc mắt. Còn không có xác nhận sân thi đấu có phải là hứa mạc, Mia cũng đã thay vào, hiển nhiên nàng đã tìm thức cho rằng người kia là hứa mạc rồi. Tiểu tử kia thiên phú rất mạnh, sau khi cha mẹ mất bắt đầu tu hành, đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể cùng rắn hổ mang chống lại. Nếu như hắn còn sống yên lặng tìm tu thời gian một năm lời nói, đích xác có khả năng đã rất mạnh rồi. Nhưng là giết nghị viên, Ba đồ lão gia vẫn như cũ cảm giác có chút khoa trương. Cũng không đến như. "Ba ba, ta dự định đi sân thi đấu nhìn xem." Mia mở miệng nói. "Hắn không phải hoàng kim cấp sao, để quản gia đi trước giúp ngươi tìm hiểu bên dưới lúc nào có hoàng kim cấp thi đấu sự ngươi lại đi qua." Ba đồ lão gia nói, "Ngươi gần nhất đừng lộn xộn cảm xúc." "Ta biết rõ." Mi nhẹ gật đầu. Nàng gần người nhất bên trên xảy ra một chút biến hóa, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng có thể rõ ràng hơn cảm thấy được người khác cảm xúc, một khi chính nàng xuất hiện cảm xúc lời nói, có thể lây nhiễm người khác. Mi cảm thấy ba ba khả năng có chuyện gì giấu giếm nàng. Terra nhận được tin tức thời điểm đã tương đối trễ, nàng một mực bị giám thị, không cho phép nàng đi ra ngoài. Thẳng đến có người đến đây điều tra, nàng mới biết được Tarin nghị viên vậy mà chết rồi. Người giám thị không có chủ tử, tự nhiên cũng liền rút đi rồi. Tê ra một đường phi nước đại lấy hướng phía quán rượu phương hướng mà đi. Đi tới quán rượu phía ngoài thời điểm, nàng một mực thở hào hỉnh. Hai chân như nhũng ra, không chỉ là mệt mỏi, còn có sợ hãi, nàng sợ hứa mạc xảy ra chuyện. Con mắt của nàng cũng là đỏ bừng, tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, khóc nửa đêm, loại kia lo nghĩ không ai có thể trải nghiệm, nàng thật sự rất sợ hãi. Nhìn thấy quán rượu đại môn đóng chặt, nàng tâm cũng ở đây phốc đông nhảy lên, đi lên trước một bên khóc một bên gõ cửa. Gõ một lát môn không có mở, tê ra càng khóc dữ dội hơn. Tiếng đập cửa vậy càng ngày càng nhỏ, tê ra đứng ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, hai tay ông đầu gối. Vì sao lại cái này dạng? Nàng hoài nghi mình là tai tinh. Ba ba vì nàng làm rất nhiều chuyện xấu cuối cùng chết rồi, mụ mụ vì bảo hộ nàng trở thành ta riêng nghị viên tình phụ, bây giờ nàng lại hại chết hứa mặt à, lúc này, một tiếng cọt kẹt, quán rượu cửa mở ra. E ra sửng sốt một chút, ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo anh tuấn thân ảnh đứng ở đó, cúi đầu nhìn xem nàng mỉm cười nói, e ra tiểu thư ban đêm tốt, đã xảy ra chuyện gì sao? E ra sửng sốt một chút, sau đó giống như là càng khóc dữ dội hơn, bất quá khóc khóc liền cười ra tiếng rồi. Quán ba đường phố, một thân ảnh rất xa đứng ở đó, nhìn chầm chầm mở cửa thân ảnh, sắc mặt nụ cười đắc ý đã biến mất. Trở nên vô cùng khó coi, tô phỉ là tới thấy kết quả. Bọn hắn lại còn còn sống. Bọn hắn sao có thể còn sống? Chương 55, có hay không một loại khả năng thành bang DC khu chấp pháp phân đội, hôm nay tất cả mọi người bận rộn một ngày, giam giữ không ít người trở về đều là người bị tình nghi đang lùng bắt quá trình bên trong lục ra được rất nhiều vũ khí cấm ngày bình thường đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng gặp ta rinh nghị viên chết những người này cũng coi là xui xẻo bất quá vẫn là không có tìm tới xác thực ác ôn đội trưởng phòng giam đã không đủ dùng rồi đội chấp pháp một người mở miệng nói tống ty chân gác ở trên mặt bàn cho mình đốt một điếu thuốc thôn vân thổ vụ nói, tỉ mỉ kiểm tra bên dưới, không có vấn đề thả, có vấn đề ngày mai chuyển giao thành ban ngục giam. Minh Bạch Thủ hạ lộ ra một vệt nụ cười ý vị thăm trường. Cái này có vấn đề không có vấn đề, liền muốn nhìn chút gia hỏa biểu hiện. Tống ti nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, nhớ lại ban ngày quán rượu nhỏ vưu vật, lộ ra một vệt cười tà. Khi quán rượu bà chủ đủ hương vị, có cơ hội nhất định phải đùa giỡn một chút thân là thành ban ngũ đại phân khu đội chấp pháp đội trưởng một trong tống ty muốn một nữ nhân có quá nhiều thủ đoạn đội trưởng tô phỉ tiểu thư nói hữu tuyến tác cung cấp một người đi tới đối tống ty đạo tống ty buông xuống chân đem khói bóp tắt có người mang theo tô phỉ đi đến tống đội trưởng tô phỉ hô một tiếng tô phỉ tiểu thư có hung độ manh mối tống ty hiếu kỳ hỏi ừ tô phỉ gật đầu Tống đội trưởng biết rõ Tarin nghị viên tình phụ a. Tống Ty gật đầu cười. Nghị viên tiên sinh tình phụ nữ Nhi Era là bằng hữu ta, nàng cùng quán ba đường phố một nhà quán rượu bartender có một chút quan hệ mập mờ, Tarin nghị viên biết được tin tức về sau rất tức giận, tại nghị viên tiên sinh trước khi chết từng phái quản gia cùng quan thị vệ đi một chuyến quán rượu. Tô Phỉ mở miệng nói ra, nàng mặc dù cũng không cho rằng Tarin tiên sinh chết cùng Hứa mạc có quan hệ, nhưng là chỉ cần là hoài nghi liền đủ hứa mạc chịu được. Mà lại, Tống Ty cùng dưới tay hắn đội chấp pháp thành viên đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Nếu như đem Diệp Thanh Điệp bắt tới đội chấp pháp thẩm vấn, lấy Diệp Thanh Điệp nhan trị, liền xem như không có việc gì cũng có chút chuyện. Nghĩ tới đây Tô Phỉ trong lòng cười lạnh. Nhà nào quán rượu? Tống Ty mắt sáng rực lên mấy phần. Có cái trẻ tuổi bartender, một vị xinh đẹp bà chủ còn có hai vị hỏa kế ta có thể mang tống đội trưởng quá khứ. Tô phỉ tận lực cường điệu xinh đẹp bà chủ, hiển nhiên nàng rất hiểu rõ tống ti những người này. Vất vả tô phỉ tiểu thư. Tống ti tiếu dung sáng lạng, xinh đẹp bà chủ. Cũng thật là xảo a. À. Bởi vì toàn thành lùng bắt nguyên nhân, hôm nay quán ba đường phố so sánh yên tĩnh, không có người nào, thậm chí rất nhiều quán rượu cũng không có mở cửa. Ê e ra ăn một chút điểm tâm, hứa mặt ngồi ở đối diện với nàng bồi tiếp hàng huyên một hồi, e ra cảm xúc vậy dần dần khôi phục, lau khô nước mắt. Hứa mặt kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới e ra vậy mà lại bởi vì hắn thương tâm đến loại trình độ kia. Trước đó e ra gõ cửa phản ứng hắn đều nhìn ở trong mắt, vậy hiển nhiên không phải trang, mà là chân tâm thật ý, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Trong lòng của hắn thở dài trong lòng, nhìn xem đối diện e ra, nàng một điểm không thuộc nữ ăn điểm tâm, Ngẫu nhiên nhìn xem hắn sẽ lộ ra cười ngây ngô, hoàn toàn không có một năm trước cao quý ưu nhã, thậm chí không để ý hình tượng thuộc nữ. Era biến hóa quá lớn, lớn đến để hắn có chút hoài nghi có phải là hắn hay không nhận biết Era. Đương nhiên, chính hắn đồng dạng biến hóa rất lớn. Còn muốn hay không ăn chút? Hứa Mạc mỉm cười hỏi, hắn ý thức được. Era một năm qua này tao ngộ nhường nạn trong sinh hoạt không có ánh sáng. Gặp được hắn có lẽ là Era trong tâm linh một tia an ủi, bởi vậy làm Era coi là hại chết hắn thời điểm mới có thể như vậy tuyệt vọng. Era lắc đầu, nói, cảm ơn ngươi hứa mạc. Không sao, về sau Era tiểu thư muốn ăn cái gì, ta mời khách. Hứa mạc mỉm cười đáp lại. Tốt, vậy ta về sau thường xuyên đến ăn có thể chứ? Era có chút không khách khí đạo. Tùy thời hoan nghênh. Hứa mạc gật đầu. Era cười ngây ngô, Cảm xúc thay đổi rất nhanh bên dưới, nhưng nàng cảm giác mình có chút không bình thường. Đúng, ta còn có việc phải xử lý. Đi về trước. Era như nghĩ tới điều gì giống như đối hứa mặt mở miệng nói, nàng còn muốn trở về cùng mụ mụ thương lượng dọn nhà sự tình. Được. Hứa mặt nhẹ gật đầu, sau đó đưa Era đi ra ngoài. Nàng sau khi đi, Diệp thanh điệp nhìn xem quán rượu bên ngoài, thở dài, vậy mà không hận nổi cũng là người đáng thương, tiểu thất nói, thích mạc ca càng đáng thương rồi. tiểu thất rất rõ ràng, hứa mạc cùng e ra không phải người một đường. bọn hắn biết rõ era ra thân phận về sau vậy phẫn nộ qua, e ra phụ thân kim thư ký, có thể nói là hại chết xét cùng tiểu trạch người. nhưng nhìn đến e ra dáng vẻ, bọn hắn không có cách nào đi hận nàng. điệp tỷ ngươi tính tình thiện lương, đương nhiên sẽ không hận nàng. hứa mạc mở miệng nói. Diệp Thanh Điệp cùng tiểu thất mấy người bọn hắn, đều là thiện tâm người, bằng không thì cũng sẽ không bị tận trọng lợi dụng. Thiện lương sao? Diệp Thanh Điệp cười cười, tự hồ có chút chăm chọc. Bây giờ hai tay của bọn hắn, đều dính đầy huyết tinh. Có người đến rồi. Hứa mặt nhìn thoáng qua bên ngoài, nhíu mày. Tô Phỉ mang theo Tống Ti cùng với bốn tên đội chấp pháp đội viên trực tiếp xâm nhập trong tử quán. Tống đội trưởng, chính là hắn. Tô phỉ chỉ hướng hứa mạc đạo Tống ti nhìn về phía hứa mạc Trong con ngươi lóe qua nụ cười âm hiểm Đi lên phía trước nói Ta rinh nghị trưởng quản gia đêm qua tới qua quán rượu Ta không biết ta rinh nghị trưởng quản gia Hứa mạc đáp lại nói Tống ti cười lạnh Hắn cũng không cho rằng là hứa mạc bọn hắn Một nữ nhân Hai cái 16 tuổi tả hữu tiểu gia hỏa Lại thêm một người khác Bừng ta rinh nghị trưởng nhà Đây không phải chê cười sao muốn thật hoài nghi là hung thủ, tô phỉ nào dám dẫn đường. Hắn biết rõ tô phỉ hơn phân nửa là có ý khác. Bất quá cũng không trọng yếu, theo như nhu cầu. Lục soát lại một lần. Tống ty hướng thẳng đến đi lên lầu. Ban ngày còn có một gian phòng không có tra. Hắn đối dịp thanh điệp phòng ngủ ngược lại là rất có hứng thú. Có thể hay không tra ra cái gì đến cũng không trọng yếu, tra xong mượn cớ dẫn người đi là được rồi năm người hướng phía đi lên lầu diệp thanh điệp nhìn thoáng qua hứa mạc hứa mạc cúi đầu giống như là thầm chấp nhận cái gì giống như diệp thanh điệp cùng tiểu thất đi theo tô phỉ vẫn như cũ đứng tại quán rượu bên ngoài nhìn chằm chằm hứa mạc ánh mắt hiện ra lạnh ý nàng ở đây xem kịch là được lấy nàng đối đội chấp pháp những người này hiểu rõ hôm nay là tất nhiên muốn dẫn người đi diệp thanh điệp chạy không khỏi tiện nữ nhân hứa mạc không có nhìn nàng hắn an tĩnh điều lấy rượu, đang tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Trên lầu, tống ty bọn hắn tùy ý quét một lần, sau đó liền hướng phía phòng tu luyện đi tới. Ảnh đứng ở đó, đã thấy hai tên đội chấp pháp đội viên áp bách tiến lên. Hai người khác nhìn chầm chầm dịp thanh điệp cùng tiểu thất, tống ty hướng phía phòng tu luyện đi đến. Lúc này tống ti lại có chút chờ mong, dịp thanh điệp trong khuê phòng sẽ có cái gì chứ? Nếu như ở đây, ngược lại là thật có ý tứ. Bất quá ảnh hưởng không tốt lắm, vẫn là từ từ sẽ đến. Trước mang về đội chấp pháp. Mang theo mong đợi tâm tình, tổng ty Tì đẩy ra cánh cửa kia. Không có cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế. Liếc nhìn lại, đều là máy móc, các loại súng ống nhóm vũ khí, còn có vũ khí hạng nặng, cùng với nguồn năng lượng trang bị. Bên trong góc, từng túi đồng liên bang ném ở kia, giống như là rác rưởi đồng dạng giờ khác này tống ty trái tim hung hăng nhảy lên bên dưới đây là tìm đúng không có hưng phấn chỉ có sợ hãi tống ty quay đầu lại tiểu thất kéo lên tay áo giật xuống làm việc găng tay cánh tay máy triển lộ ra máy móc thương đối thân ảnh trước mặt dịp thanh điệp đồng dạng dơ lên lần trước cầm tới cách âm thương hai người đồng thời xả kích năng lượng màu xanh lam cùng với viên đạn đồng thời bắn ra bốn người trực tiếp ngã xuống Tống ti sắc mặt trắng bệch. Thực lực của hắn mặc dù không yếu, nhưng cũng không có võ trang đầy đủ tới, chỉ mặc áo chống đạn. Mà lại, hắn đối mặt là mạnh mẽ xông tới ta rin nghị viên nhà hung đồ, nơi nào có lòng tin. Thân thể nháy mắt hướng phía ảnh phương hướng nhào tới, trốn. Ảnh trong tay xuất hiện một cây dài hình ngân sắc cây gậy, trực tiếp đánh vào trên người hắn, cường đại dòng điện đánh trúng tống ti thân thể. Khiến cho thân thể của hắn rung rẩy kịch liệt, trực tiếp ngã xuống. Phốc. Diệp Thanh Điệp đi lên trước trực tiếp đối tống ti đầu xà kích, tại chỗ đánh chết. Đều nói không nên nhìn, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Tiểu thất nhìn xem thi thể buồn bực nói, Điệp tỷ lại muốn ta xử lý. Không phải đâu. Diệp Thanh Điệp nhìn xem hắn, tiểu thất có chút buồn bực. Gần nhất xử lý có chút tấp nập, hắn cảm giác mình đã không quá bình thường. Dưới lầu, Tô Phỉ nghe tới trên lầu tự hồ có nhỏ nhẹ động tĩnh, sau đó liền không còn tiếng vang, nàng cau mày, làm sao cảm giác tử quán này là lạ. Hứa Mặc tự nhiên đã biết trên lầu xử lý xong. Hắn điều được rồi rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phỉ nói, Tô Phỉ tiểu thư muốn uống một chén sao? Ngươi còn có tâm tình uống rượu? Tô Phỉ nhìn về phía Hứa Mặc cười lạnh nói, Hắn không biết mình đứng trước tình huống như thế nào sao? Vì cái gì không có? Hứa Mạc hỏi: Ngươi cho rằng đội chấp pháp sẽ bỏ qua các ngươi? Tô Phỉ cười lạnh nói, có đôi lời nạn chưa hề nói, cho dù Hứa Mạc cũng không có làm gì. Đương nhiên sẽ không. Hứa Mạc đáp lại nói, Tô Phỉ tiểu thư là đi đội chấp pháp mật báo sao? Vâng. Tô Phỉ đáp lại nói, Hứa Mạc biết rõ lại có thể thế nào? Hứa Mạc có chút đau đầu. Nói như vậy, đội chấp pháp rất nhiều người đều biết rồi tô phỉ tiểu thư. Hứa mặt hô một tiếng, để tô phỉ cảm giác có chút quái gì, hứa mặt vậy mà đối nàng vẫn là khách khí như vậy, hắn không nên phẫn nộ cùng sợ hãi sao. Nàng nhìn hứa mặt, chỉ thấy hứa mặt con mắt đột nhiên sáng lên một vệt dị mang, nhìn chầm chầm nàng nói, có hay không một loại khả năng. Tô phỉ tiểu thư suy đoán là đúng. Thoại âm rơi xuống, quán rượu nhỏ môn bản thân đóng lại. Tô phỉ trái tim trong lúc đó nhảy lên bên dưới, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hứa mạc có ý tứ gì? Muôn làm sao lại bản thân đóng lại? Chân của nàng khẽ run. Muốn chạy, lại phát hiện thân thể của mình động một cái cũng không thể động. Sau một khắc, hứa mạc vương tay, thân thể của nàng chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Chương 56, Thấy máu ban đêm đông khu đội chấp pháp vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cả tòa đội chấp pháp cao ốc bận rộn không ngừng, bên trong còn truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Phòng giam đã đầy ắp, bắt tới tội phạm đều chen không được. Đội chấp pháp cao ốc ngoài có tuần tra cảnh giới nhân viên, nghe tới bên trong truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm, cảnh giới nhân viên thấp giọng nghị luận, đừng nhìn đám hỗn đảng kia mắng hung, từng cái trong lòng đều vui sướng, như thế vừa tìm, sợ là kiếm đầy bồn đầy bát rồi đúng thế nghe nói narenstern kia lục soát một gian nhà thời điểm tiến vào nửa giờ ra tới trả về vị vô tận ngươi nói lục soát cái gì muốn lâu như vậy người bên cạnh đạo soát người đi bọn hắn tựa hồ bởi vì không có tham dự vào lần này lùng bắt trong có chút khó chịu xem ra chờ đội trưởng trở về phải nghĩ biện pháp đưa chút cái gì hai người nghị luận thời điểm xa xa trong bóng tối có ba bóng người đi tới Ba người này đều là võ trang đầy đủ, bị chiến giáp bao vây lấy, thấy không rõ mặt. Bên trái người khiên ống pháo, hai người khác cũng đều khiên thương. Chỉ nhìn trang bị, để cảnh giới nhân viên có chút hoài nghi, ai mới là đội chấp pháp. Trên người bọn họ trang bị cùng đối phương so ra. Tự hồ có vẻ hơi keo kiệt rồi. Chạy. Bọn hắn quyết định thật nhanh, căn bản không nghĩ chống cự, trực tiếp quay người hướng phía đội chấp pháp cao ốc chạy tới. Cái này thương mại là bậy người nào? Tối hôm qua bưng ta rinh nghị trưởng nhà. Hôm nay muốn tới bưng đội chấp pháp không thành. Bọn hắn hôm nay lùng bắt một ngày, kết quả đối phương đường đường chính chính đến rồi. Lần này được rồi, không dùng lùng bắt rồi. Hứa mặt nổ súng, năng lượng màu tím dây xích thiểm điện trong đêm tối sáng lên hoa mỹ quan, trốn chạy mấy người trực tiếp bị đánh xuyên thân thể đổ xuống, không hề có lực hoàn thủ. Hứa mặt nhìn thoáng qua vũ khí trong tay, đây là từ ta rinh nghị viên trong tay thương tới, tiêu hao là nguyên lực khối. Bất quá bọn hắn cướp sạch ta rinh nghị viên nhà, hôm nay nói thế nào cũng muốn xa xỉ một lần. Đội chấp pháp cao ốc có người phát hiện dị thường, đi tới nhìn ra phía ngoài, sau đó liền nhìn thấy mấy thân ảnh đứng ở bên ngoài, một người trong đó khiên ống pháo trực tiếp khai hỏa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn trực tiếp bị tạc bay, Đội chấp pháp cao ốc đều rung động lại Tiếng cảnh báo vang lên Người ở bên trong ào ào ngưng bận rộn cầm vũ khí lên Oanh Oanh, oanh Dịp thanh điệp liên tục nã pháo Đại môn nổ tung Trên lầu pha lê vậy ào ào nổ tung Có người muốn tránh ở phía trên xạ kích Trực tiếp bị oanh nát tới Một vòng oanh kích về sau Ba người hướng phía bên trong đi vào Hứa mạc sau khi đi vào trực tiếp cầm lấy thiểm điện thương bắn phá ba người dựa lưng vào nhau đối ba cái phương vị khai hỏa, một vòng xuống tới đội chấp pháp đại sảnh bị bình định đến, có ít người trốn ở dưới đáy bàn thân thể phát trung, thậm chí quần đều ướt. Phách lối như vậy ác ôn, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Trực tiếp tới nổ lâu sau. Bọn hắn cho rằng hứa mạc là ác ôn. Hứa mạc cũng không có đem bọn hắn xem như đội chấp pháp đến xem. Những người này đều là công ty đao phủ. Cái gọi là thành ban nghị viện cùng với đội chấp pháp, đều chẳng qua là những cái kia các đại nhân vật, cũng chính là ta rinh nghị viên trong miệng, công ty, nuôi dưỡng khôi lỗi mà thôi. Thế giới ngầm bản chất chính là một cái dưới đất nhà máy. Cái gọi là đội chấp pháp chỉ là gắn đội chấp pháp danh nghĩa mà thôi. Bọn hắn thậm chí không phải nghị viện hạch tâm cơ cấu, chỉ có thể áp bách dân chúng bình thường. Theo hứa mặt hiểu rõ, thành ban hộ vệ đội bất kể là quyền hạn vẫn là trang bị, đều cao hơn đội chấp pháp ngoài ra còn có cái khác bí ẩn cơ cấu tử sắc thiểm điện dây xích trực tiếp xuyên thấu cái bàn đem trốn ở người phía dưới thanh trừ sạch sẽ hứa mạc đi phía trái diệp thanh điệp cùng tiểu thất hướng phải lên lầu tiếp tục thanh lý đến như ảnh hắn ở bên ngoài bảo vệ phân công minh xác hứa mạc sau khi lên lầu phá tan rồi đội chấp pháp cao ốc nội quan áp phòng đại môn mặc dù trong này giam giữ cũng không nhất định là người tốt lành gì nhưng hắn cần loạn hơn một chút, cái này dạng bọn hắn mới không dễ dàng bị tìm tới, thấy có người trực tiếp dẹp xong đội chấp pháp. Được thả ra người đều hưng phấn, vậy cùng theo, cả tòa đội chấp pháp cao ốc loạn thành một bầy. Tại những cái kia tù phạm còn tại điên cuồng làm loạn thời điểm, hứa mặt bọn hắn đã lặng lẽ rút lui, có tuần tra người chi viện tới, vừa đối mặt liền bị dọn dẹp. Lại là một cái đêm không ngủ. Khu vực khác đội chấp pháp người chi viện tới lắng lại náo động, nhưng người đã chạy hết, bên ngoài vậy loạn cả một đoàn. Bị giam giữ đám tội phạm khắp nơi đánh nền phát tiết trong lòng mình lửa giận, bọn họ là không hiểu thấu bị dính líu vào. Lần này, chấp pháp tổng đội không có hạ lệnh truy tra ác ôn. Bọn hắn tự hồ ý thức được một cái tàn khốc chân tướng, ác ôn căn bản không phải đội chấp pháp có thể đối phó. Coi như tìm được, chỉ sợ cũng chỉ có bị thanh lý vận mệnh, đừng nói là lùng bắt nhân viên. Cho dù là đội chấp pháp cao ốc đều bị công hãm. Chuyện này vẫn là lưu cho nghị viện cùng với thành bang hộ vệ đội đau đầu đi thôi. Bọn hắn đội chấp pháp không quản được rồi. Đến như phong tỏa, liền Ác Ôn nắm giữ thực lực, chủ thành khu phong tỏa có thể đỡ nổi đối phương. Ác Ôn chỉ cần muốn đi, sợ rằng tùy thời đều có thể xông ra đi. Ngày thứ hai, thành bang nghị viện thành lập chuyên môn cục điều tra. Đối cái này hai lần bạo lực sự kiện tiến hành điều tra các cơ cấu đều cần phối hợp làm việc, bọn hắn không có ở giống trống khu chiên tiến hành lùng bắt, mà là bắt đầu chuyển thành âm thầm. Hiển nhiên bọn hắn đều ý thức được, cỡ lớn lùng bắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ làm cho đối phương cảnh giới. Bọn hắn cần tìm tới ác ôn, tiến hành đặc thù bắt hành động, một kích mất mạng. Cùng lúc đó, nghị viện cùng với các đại chủ yếu địa phương đều sai phái ra thành ban hộ vệ đội tinh anh thành viên trấn thủ, tăng cường đề phòng. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem. Chỉ là mấy cái ác ôn, có thể càng rỡ đến khi nào. Cục điều tra thành lập, các bộ môn tham gia, căn cứ người chứng kiến cung cấp manh mối. Bọn hắn sau đó không lâu đạt được một cái suy đoán, ác ôn cùng một năm trước giết ra chợ đèn phá hủy cơ giáp bốn tên tội phạm truy nã ăn khớp nhau, có khả năng chính là một năm trước sự kiện tội phạm truy nã. Bởi vì không có đối phương ảnh chụp không thể nào điều tra, bốn tên tội phạm truy nã chỉ cần ẩn tàng căn bản không có khả năng tìm tới sở dĩ đối phương ẩn giấu một năm không có tin tức gì nhưng bây giờ bọn hắn tựa hồ lần nữa hiện thân mà lại một xuất hiện chính là thạch phá thiên kinh giết vào nghị viên nhà chém đầu nghị viên công phá đội chấp pháp sau đó bọn hắn còn muốn làm cái gì không có ai biết nhưng nghị viện bên này không thể không cẩn thận điều động tinh nhuệ điều tra nhiệm vụ đẳng cấp cấp ép. Mà xem như lần này phong ba kẻ đầu têu, hứa mặt bọn hắn về quán rượu ngủ bu đi. Giết vào nghị viên nhà, đánh hạ đội chấp pháp, đều là bất đắc dĩ a à. bọn hắn mở quán rượu nhỏ dễ dàng à, đối với bây giờ hứa mặt mà nói, quan trọng nhất là tìm tới mi cùng yêu nhi, cùng với kiếm tiền tu luyện, tăng lên chính mình. Lùng bắt từ chỗ sáng chuyển hướng chỗ tối, chủ thành khu vậy giải khai phong tỏa, phản phất đột nhiên thư giãn xuống, rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm. Nhưng có bộ phận rõ ràng người minh bạch, đây là bởi vì ác ôn thực lực cường đại đến trình độ nhất định, tầm thường đuổi bắt cùng chặn đường mất đi ý nghĩa. Đây là minh lỏng ám gấp. Hứa mạc cũng không quan tâm những này, người biết chuyện cơ bản bị thanh trừ, mặc dù có người theo dõi hắn cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Muốn bắt hắn, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Khoảng thời gian này đến nay, Tê ra mỗi ngày đều sẽ đến quán rượu nhỏ uống vài chén rượu. Bồi hứa mặt tùy ý phím vài câu. Điểm đến là dừng, không lộ tình cảm, phản phất không giống như là ngày đó cảm xúc hỏng mất nàng. Tê ra đối hứa mặt có hảo cảm dịp thanh điệp bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được. Cho nên thường xuyên trêu ghẹo hứa mặt muốn cho hắn nghĩ, chỉ cần hứa mặt nguyện ý, sợ là liền có thể ôm được mỹ nhân về. Bất quá hứa mặt cũng không có loại ý nghĩ này khoảng thời gian này hắn thuận tiện tham gia hai trận hoàng kim thi đấu sự, đều là thứ nhất, thuận lợi lấy được sân thi đấu kim cương điểm tích lũy. Sân thi đấu Có thể dung nạp mấy vạn người khán đài. Không còn chỗ ngồi, núi kêu biển gầm, chấn người màn nhĩ rung động. Đây là năm nay trận đầu kim cương thi đấu, làm tuyển thủ dự thi đi ra thời điểm, toàn bộ sân thi đấu giống như là xảy ra như địa chấn, đều là điên cuồng tiếng hò hét có thể tham gia kim cương thi đấu tuyển thủ, đều là hoàng kim thi đấu sự người nổi bật, mới có thể cầm tới kim cương điểm tích lũy. Kim cương thi đấu xếp hạng thứ nhất tuyển thủ, có thể cầm tới 20 vạn đồng liên bang tiền thưởng, đặt ở thế giới ngầm tuyệt đối là khoản tiền lớn rồi. Đương nhiên, so sánh một trận kim cương thi đấu sân thi đấu thu nhập, liền không coi vào đâu. Tuyển thủ cầm chỉ là đầu nhỏ. Trên khán đài, tiểu thất lại đứng lên, hắn hai chân gỡ ra, hai tay đặt ở miệng trước, la lớn, các ngươi là đến tranh. Phốc. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Diệp Thanh Điệp một cước đem hắn đạp lăn tới, kém chút cắm đến phía trước. Điệp tỷ, Tiểu thất bò lên có chút ủy khuất nhìn xem Diệp Thanh Điệp, chỉ thấy Diệp Thanh Điệp hai tay vần quanh ở trước ngực, một mặt ghét bỏ. Thật mất thể diện. Điệp tỷ, từ khi có mạc ca, ngươi thay đổi tiểu thất ủy khuất nhìn xem Diệp Thanh Điệp đạo. Cúc. Diệp Thanh Điệp không thấy con hàng này. Sân thi đấu, hứa mặt nhìn xem từ khác nhau phương hướng đi ra tuyển thủ, mỗi người trang bị cũng khác nhau, cho dù là sân thi đấu bản thân vậy cung cấp kim cương thi đấu sự cấp bậc trang bị. Không biết kim cương đấu trường có hay không đối với ta có uy hiếp đối thủ. Hứa mạc thầm nghĩ trong lòng. Kim cương thi đấu cũng đã là thế giới ngầm thượng tầng sức chiến đấu đi, đều là nhân vật tinh anh. Hứa mặt thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, là cây sa. Thực lực của hắn không yếu, cầm qua hoàng kim thi đấu sự thứ nhất, bây giờ vậy lấy được kim cương điểm tích lũy. Thi đấu bắt đầu. Cây sa cũng nhìn thấy hứa mặt. Lần này hắn không có tìm hứa mặt, mà là chạy về phía bên cạnh một người. Người kia dáng người khôi ngô, mang theo hắc ám mặt nạ, hất lên nặng nề chiến giáp, tương tự tay nắm lấy chiến phủ cùng cây xa có chút tương tự. Cây xa thân thể nhảy lên một cái, trong tay chiến phủ hướng phía đối phương chém xuống tới, cùng hắn tương tự đối thủ, tự nhiên trước phải đi loại bỏ. Người kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắc ám dưới mặt nạ con mắt không có tình cảm chút nào, trong tay chiến phủ dơ lên đánh ra, cùng cây xa chiến phủ đụng vào nhau. Phanh Một tiếng vang thật lớn, cây xa thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh. Cây xa nội tâm chấn động, đây chính là kim cương tuyển thủ sao? Oanh! Chỉ thấy đối phương chân đạp đất mặt, kịch liệt trung động tiếng vang truyền ra, giống như một đầu quái thú giống như hướng phía hắn đánh thẳng tới, hai tay cầm búa trực tiếp đánh xuống. Cây xa dơ lên chiến phủ cùng đối phương va chạm, hai tay run rẩy, hổ khẩu như muốn vỡ ra giống như, chiến phủ rơi vào trên mặt đất. Sắc mặt hắn kinh biến, hai tay dơ lên, nói, nhận thua chỉ thấy người kia dưới mặt nạ đồng tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn trong tay chiến phủ giơ lên cây xa thần sắc kịch biến bình thường mà nói tại sân thi đấu bên trên nhận thua đối phương đều sẽ dừng tay trừ phi là người hiếu sát nhưng giờ phút này hắn gặp người hiếu sát cây xa quay người hướng phía lối ra phương hướng phi nước đại muốn thoát đi sân thi đấu loại tình huống này chỉ có ra sân thi đấu mới an toàn phóc thử chạy băng băng cây xa đầu lâu bị chém xuống tới, liên tiếp mũ bảo hiểm cùng mặt nạ, máu tươi vẫy ra mà ra, khiến cho sân thi đấu tiếng hò hét như lắng lại một chút, có ít người thì là càng thêm điên cuồng. Trận đầu kim cương thi đấu, thấy máu. Chương 57, nơi giết chóc, chuyện gì xảy ra? Trên khán đài rất nhiều người đều không xem hiểu. Mở màn liền gặp máu, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn trực tiếp chém đầu cái khác dự thi tuyển thủ vậy sửng sốt một chút hiển nhiên hơi kinh ngạc bất quá chợt liền lại khôi phục bình thường hàng năm đến kim cương thi đấu sự đều sẽ có giết chóc có thể đánh tới cái này cấp bậc cũng đều không phải người bình thường chí ít cũng đều là cây xa loại tầng thứ này điệp tỷ máu tanh như vậy sao tiểu thất cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này hứa mạc tham gia cuộc thi đấu cũng không nhiều không có xuất hiện loại này giết chóc. Diệp Thanh Điệp vậy nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy kia cầm bốn người lại chạy về phía một người khác, đối thủ là một vị nữ tử, lần trước bị độc long đã đánh bại thương pháo sư, nhưng nàng chậm rãi vậy tích lũy đến kim cương điểm tích lũy. Oanh, oanh, oanh. Liên tục khai hỏa đánh vào đối phương chiến giáp phía trên, nhưng lại không phản ứng chút nào, thậm chí đối với phương thân thể cũng không có bị rung chuyển, không nhìn thẳng công kích hướng phía nàng chạy như điên ta đừng đánh nữ tử quay người chạy trốn có chút bối rối phốc đối phương giống như là một đầu quái thú giống như đuổi theo lại là một búa chém xuống một cái đầu nhảy lên thật cao không ít người nhắm mắt lại tràn diện có chút tàn nhẫn hứa mặt vậy nhìn về phía bên kia đối phương tại sân thi đấu một chỗ khác cách hắn rất xa hắn vậy đồng dạng là lần thứ nhất ở trên sân thi đấu nhìn thấy giết chóc mà lại đối phương rõ ràng là hướng về phía giết chóc tới sợ rằng một cái cũng sẽ không bỏ qua có thế cầm tới kim cương thi đấu vé vào sân người đều đã so rắn hổ mang còn muốn mạnh hơn lợi hại trong đó người thậm chí khả năng đến kim thư ký cấp bậc nhưng vậy mà xuất hiện một cái giết chóc quái thú cảm giác của hắn hướng phía đối phương khuếch tán chỉ cảm thấy đối phương hô hấp thô trọng tựa hồ có chút không quá bình thường sân thi đấu trong đám người mia cũng ở đây nàng nhìn thấy cục diện trước mắt có chút bận tâm hướng phía hứa mạc vị trí nhìn lại hứa mạc không có sao chứ một đợt liên thủ giết hắn có người đề nghị bởi vì đối phương xuất hiện dẫn đến những người khác ngưng giao phong thương lượng một đợt trước diệt đi đối phương không phải một cái như vậy quái vật tồn tại đối tất cả mọi người là uy hiếp tốt liên thủ giết hắn trong sân đấu người ào ào hướng phía kia quái vật tụ lại quá khứ Kim cương cấp bậc tuyển thủ, không có người sẽ nghĩ đến trực tiếp từ bỏ rời đi, chí ít không phải hiện tại. Động thủ. Một đoàn người hướng phía đối phương vây giết quá khứ, từng đầu màu bạc xiên xích phá không, có người ra tay rồi. Xiên xích rất dài, hướng thẳng đến kia giết chóc người cuốn đi. Đối phương tay trái vươn ra, vậy mà trực tiếp bắt được hai đầu xiên xích, mặc cho cái khác xiên xích khóa lại thân thể của hắn, trực tiếp kéo một phát sử dụng xiềng xích người cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bị kéo hướng về phía đối phương mau ra tay hắn la lớn có người đánh tới hướng đầu của đối phương có người chém về phía đối phương chân có năm sáu người đồng thời xuất thủ công kích oanh từng đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra một vị hình thể khổng lồ người cải tạo nắm đấm đánh vào đối phương trên đầu chỉ là khiến cho đối phương thấp cúi đầu trảm tại đối phương phần eo cùng trên chân lợi nhận cũng không có có thể rung chuyển đối phương. Chỉ là để thân thể của người kia rung động lại. Cứu ta! Sử dụng xiền xích nhân đại hô, hắn bị kéo đến trước mặt đối phương, lưỡi búa chém xuống, thi thể tách rời. Máu tươi vẫy ra. Thậm chí ở tại kia kẻ giết chóc trên khải giác. Kẻ giết chóc hô hấp có chút nặng nề, hắn tóm lấy trên bờ vai một con người mấy cánh tay, đối phương còn không có thu hồi, kia người mặc hạng nặng áo giáp người cải tạo muốn rút ra lại cảm giác đối phương khí lực cực lớn. Chợt xoay người, giết chóc người chiến phủ trực tiếp chặt xuống, tia lửa tung tóe, máy móc bị cắt chém vỡ vụn, đầu bị chặt đoạn tới. Lại một người chết. Liên thủ, tự hồ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Người này giống như là cổ máy giết chóc giống như. Cái khác xuất thủ mấy người muốn rút lui. Đã thấy đối phương chân đạp đất mặt, sân thi đấu cũng vì đó rung động, chiến phủ liên tục chém giết mà ra, lại có mấy người bị trực tiếp chém giết máu tanh tràn cảnh để sân thi đấu có người yên tĩnh có người gào thét vốn cho rằng trận này kim cương thi đấu hội là quần hùng chiến đấu nhưng mà không ai từng nghĩ tới sẽ trở thành một trận giết chóc chiến đấu cái này tuyển thủ dự thi là ai trước hoàng kim thi đấu sự vậy mà không có chú ý tới hắn tồn tại tại sân thi đấu khán đài tầng cao nhất phòng bên trong một đạo trung niên thân ảnh an tĩnh ngồi ở trên ghế thông qua cửa sổ sát đất hắn có thể nhìn thấy toàn bộ sân thi đấu tầm mắt tốt vô cùng lung lay chén rượu trong tay trung niên tựa hồ rất hài lòng đối phương tại chỗ bên trên biểu hiện sau lưng hắn có một vị mập mạp trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc lòng đang rỉ máu tiên sinh thật dự định giết sạch sao nhóm này kim cương tuyển thủ thế nhưng là rất đáng tiền mà lại có ít người tại thành bang cũng có chút thân phận mập mạp ủy khuất đạo nhưng là không dám phàn nàn. Trung niên không chút Phật lòng. Thân phận. Dưới đất sâu kiến, nói chuyện gì thân phận. Hết thảy tất cả, đều muốn là thật nghiệm nhường đường, đây là thế giới ngầm ý nghĩa tồn tại. Sân thi đấu, có không ít thi thể không đầu, khắp nơi đều là máu tươi. Đã có 10 người bị chém giết. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người vừa rồi đều lên trước, có ít người tại giật dây người khác tiến lên thời điểm mình đã thối lui đến xuất khẩu biên giới, làm xong trốn chạy chuẩn bị. Chỉ cần người chết đủ nhiều, bọn hắn liền trực tiếp nằm vào trước mười. Vô luận như thế nào, trước hỗn đến tiền thưởng. Kim cương thi đấu, cho dù là hạng mười, cũng có hai vạn đồng liên bang tiền thưởng, trọng thưởng phía dưới mới có dũng phu. Hứa mặt nhìn xem những người kia. Thậm chí còn không có chạy đi, bọn hắn còn đang chờ, các cái khác người trước bị loại. Đây là một trận dị dạng thi đấu sự. Cẩn thận. Trên khán đài mi đột nhiên hô to một tiếng, nhưng nàng thanh âm bị ồn ào đám người bao phủ lại. Quá nhiều người, thanh âm của nàng nhỏ nhặt không đáng kể. Hứa mặt sau lưng có một người đột nhiên đối với hắn đánh lén xuất thủ, không đối phó được kia giết chóc người, trước làm rơi trên trận những người khác. Bén nhọn người mấy cánh tay ra bên ngoài kéo dài, giống như là mũi khoan giống như hướng phía hứa mạc cổ đâm tới nếu là đâm trúng hứa mạc cổ sẽ bị đâm xuyên đến một con đường chết nhưng hứa mạc sau lưng lại giống như là mọc mắt giống như trực tiếp nghiêng người tránh đi mũi khoan công kích từ cổ của hắn trước xẹt qua sau đó hướng phải quét qua muốn cắt xuống hứa mạc đầu lâu nhưng mà hứa mạc đưa tay ra bắt được cánh tay của đối phương khiến cho công kích của đối phương vô pháp động đậy bén nhọn máy móc mũi khoan phát ra thanh âm chói tai nhưng cánh tay bị hứa mạc một mực chế trụ hắn dùng lực dãy dùa vẫn như cũ không nhúc nhích được là mặt giáp người trên khán đài rất nhiều người đều biết hứa mạc trước đó hắc thiết cùng bạch ngân thi đấu sự không đáng chú ý nhưng hứa mạc tại hoàng kim thi đấu sự ba trận chiến thứ nhất đã có nhất định danh khí rồi rất nhiều người đều biết hắn kém chút bị đánh lén giết chết người này thật ác độc đối mặt giáp người đột hạ sát thủ có người nghị luận trước đó lực chú ý của mọi người đều ở đây kia kẻ giết chóc trên thân thương lượng liên thủ đối phó hắn ai có thể nghĩ tới những người này mỗi người đều có mục đích riêng mặc giáp người nếu là chủ quan một điểm sợ là đã bị đâm xuyên qua cổ khốn nạn tiểu thất cũng ở đây trên kháng đài mắng hắn tức giận phi thường diệp thanh điệp vậy nhíu mày bất quá người này ra tay với hứa mạc là tìm cái chết hứa mặt ở trước mặt các nàng ánh nắng hiền lành, không có tính tình. Nhưng ghét ác như cừu, đối với địch nhân thế nhưng là xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Một đường này, hắn là giết ra tới. Đối hứa mặt hạ sát thủ. Hứa mặt cánh tay dùng sức đem thân thể của đối phương quăng về phía phía trước, tay phải khẽ nâng, chiến đao dơ lên. Không dám đối kia kẻ giết chóc hạ thủ, liền dám đối với hắn hạ sát thủ. Người kia quay người nhìn chầm chầm hứa mạc sau đó hắn nhìn thấy hứa mạc thân thể vọt tới trước, tốc độ rất nhanh. Trong tay cánh tay máy dơ lên, máy móc mũi khoan hướng thẳng đến hứa mạc đâm tới, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Hứa mạc nghiêng người tránh đi, chiến đao chém ra, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Phốc thử. Đao phá giáp, cắt yết hầu. Đối phương run rẩy thân thể, máu tươi không ngừng từ cổ phun ra ngoài, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trong mắt viết đầy ý sợ hãi, lập tức ngã xuống. Một đao. Hứa mặt không quay đầu nhìn thế thì bên dưới thi thể liếc mắt, hắn giết qua người, cũng không nhất định so với kia kẻ giết chóc thiếu. Mặt giáp người thật mạnh. Trên kháng đài truyền ra một tràng thốt lên âm thanh. Trước đó tại Hoàng Kim đấu trường, hứa mặt ba trận chiến đệ nhất. Bây giờ Kim Cương đấu trường, vốn cho rằng sẽ không cường thế như vậy, nhưng vậy mà một đao phá giáp giết địch. Mà lại, sau khi giết người hứa mạc không có cùng những người khác một dạng trốn hướng biên giới chi địa, mà là vẫn như cũ đứng ở đó. Hứa mạc cũng là duy nhất trừ kẻ giết chóc bên ngoài còn dám đứng tại trong sân đấu ở giữa người dự thi rồi. Hứa mạc thấy được kẻ giết chóc ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, ánh mắt của đối phương giống như là một đầu như giả thú, tràn ngập khát máu sát lục khí tức. Người này không giống như là người bình thường, càng giống là bồi dưỡng ra được cổ máy giết chóc. Giang chiến sĩ hứa mặt trong lòng có một cái suy đoán. Sân thi đấu xuất hiện gian chiến sĩ ý vị như thế nào? Thế giới ngầm có được không ít gian thí nghiệm nhà máy, mục đích khả năng chính là thí nghiệm gian tiến hóa dịch bồi dưỡng gian chiến sĩ. Như thế xem ra, gian chiến sĩ hẳn là phần lớn thuộc về đại nhân vật chỗ bồi dưỡng ra người tới. Sở dĩ, sân thi đấu xuất hiện gian chiến sĩ phải chăng mang ý nghĩa. Sân thi đấu bản thân cũng là các đại nhân vật một trò chơi bọn họ là con mồi. Bất quá dù vậy, hứa mạc cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại hắn có hai lựa chọn. Đi, từ bỏ trận chiến đấu này, nhận thua rời đi sân thi đấu. Cùng với, giết. Nhúng máu kẻ giết chóc đã hướng phía hứa mạc đi tới, trên khán đài vô số người nhìn chầm chầm bên này. Bọn hắn tự hồ cũng ở đây chờ đợi hứa mạc làm ra lựa chọn. Là trốn. Vẫn là chiến cái này giết chóc người tất nhiên là phải sát nhập tinh thần thi đấu sự, loại này cấp bậc đối thủ quá mức khủng bố, cho dù mặt giáp người lựa chọn tránh né mũi nhọn cũng không thể của trách nhiều. Dù sao, trận chiến đấu này, chiến bại liền mang ý nghĩa tử vong, quá mạo hiểm rồi. Đi a. À. Mi nhìn xem hứa mặt bên kia, tim đập của nàng gia tốc, tương tự cực kỳ khẩn trương, kỳ giết chóc người cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, liên sát nhiều người nàng không hy vọng hứa mạc mạo hiểm. Diệp Thanh Điệp cùng tiểu thất vậy nhìn chầm chầm hứa mạc, hắn sẽ làm ra lựa chọn gì? Vô luận hứa mạc lựa chọn như thế nào, Diệp Thanh Điệp đều tin tưởng hắn có thể làm đến. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hứa mạc cánh tay giật giật. Chiến đao lên. Chương 58, Tự ti sân thi đấu vang lên thanh âm điếc tai nhức ốc. Chiến đao lên, mặt giáp người, một người, nghênh chiến. Dũng giả không sợ. Oanh. Trong sân đấu truyền ra một đạo tiếng nổ tung vang, giết chóc nhân thủ cầm chiến phủ lao nhanh mà ra, giống như chiến tranh quái thú, tại trong sân đấu phi nước đại, phóng tới hứa mặt. Cổ khí thế kia, cản hắn người chết. Ai có thể cùng đánh một trận? Mặt giáp người, có thể chiến phủ định chỉ thấy thân thể đối phương lăng không bay vọt lên, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, trong tay chiến phủ lăng không đánh xuống, chém về phía hứa mạc, cho dù chỉ là đang nhìn đại đứng xa xa nhìn. Đều có thể cảm nhận được kia cổ cùng bạo chí cực lực lượng. Hứa mạc đầu gối uống lượng, thân thể nghiêng về phía trước, tay cầm chiến đao. Phanh. Hơi nhúng chân, tại đám người rung động ánh mắt nhìn chăm chú, hứa mạc thân thể lại cũng lăng không bay vọt chạy về phía không trung chém xuống giết chóc người rống một màn này khiến cho sân thi đấu triệt để sôi trào núi kêu biển gầm mặt giáp người không chỉ có không có tránh hắn vậy mà lên cao nghênh chiến đây là cỡ nào khí thế so sánh cùng nhau những cái kia trốn ở biên giới tùy thời chuẩn bị rút lui người căn bản không đáng giá nhắc tới đây mới thật sự là dũng giả quá nổ chiến phủ cùng chiến đao đụng vào nhau Cường đại lực lượng vậy mà không có đem hứa mạc thân thể chấn bên dưới. Chiến đao ma sát chiến phủ phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai, tại kinh khủng kia lực lượng hạ chiến đao lướt qua chiến phủ, hai người sai chỗ, hứa mặt tại đối phương bên trái. Phốc thử. Chiến đao từ mặt bên trảm tại trên người đối phương, chiến giáp vỡ vụn, giết chóc nhân thân thể bị đẩy lui ra ngoài, mà hứa mặt tiến lên chi thế vậy bị ngăn trở, thân thể hướng xuống đất rơi xuống hai người thân ảnh trước sau rơi xuống đất. Giết chóc người bước chân liên tục lui lại, hứa mặt thân thể hơi ngồi xổm, sau đó đứng lên. Lại nhìn giết chóc người, chiến giáp đã phá. Một đao, phá giáp. Quá tuấn tú rồi. Tiểu thất tháng phục một tiếng, điệp tỷ, ta muốn yêu. Diệp thanh điệp cảm giác toàn thân nổi da gà lên. Bất quá, thật sự rất xoái. Một đao này, đốt bạo sân thi đấu núi kêu biển gầm, vô số người la lên mặt giáp người chi danh. Mi nghe tới kia đinh tai nhức ốc tiếng la, nàng bỗng nhiên có chút thích sân đấu, trước kia nàng chán ghét địa phương. Một đau này, cùng một năm trước hắn mặt giáp thời điểm một dạng xoái. Bất quá, không khí khẩn trương vẫn như cũ vẫn còn, giết chóc người lần nữa xông về hứa mạc. Hứa mạc vẫn không có tránh, tại núi thở dào dạt, biển thét gầm lên bên trong chính diện chạy về phía đối phương chiến phủ cùng chiến đao va chạm lần nữa nhưng hứa mạc đao càng nhanh đối phương chém ra lúc tới không kịp có động tác khác hứa mạc chiến đao cũng đã trượt quá khứ trảm tại đối phương áo giáp phía trên liên tục va chạm phía dưới phá giáp thanh âm không ngừng giết chóc người áo giáp đã bị chém thành rất nhiều đoạn vỡ ra rơi xuống đất răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra mũ bảo hiểm vậy bể nát từ giữa đó vỡ ra rớt xuống đất lộ ra đối phương diện mục thật sự kia là một trương phi thường lớn gương mặt, rất xấu, mang theo hung lệ khí tức, con mắt đều là đỏ bừng, lại có mấy phần giả thú cảm giác, giống như là hình người quái thú. Quá mạnh mẽ. Trên khán đài người rung động nhìn xem mặt giáp người biểu diễn. Mặt giáp người tuyệt đối là tinh thần cấp sức chiến đấu. Kim cương thi đấu, căn bản ngăn không được hắn. Hoàng kim tam liên thứ nhất, xem ra kim cương đấu trường hắn vẫn như cũng muốn bắt đệ nhất cái này mặc giáp người đao pháp là giết người đao trên khán đài cũng không ít nhân vật lợi hại ánh mắt độc ác hứa mặt đao không có quy tắc nhưng là giết người đao cái này cần thiên truy bách luyện hắn tuyệt đối giết qua không ít người quả nhiên hứa mặt nhìn thấy đối phương khuôn mặt biết mình suy đoán không có sai cái này giết chóc người là gian chiến sĩ hắn thậm chí mất đi lúc đầu khuôn mặt thân thể xảy ra một chút biến hóa răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ thấy đối phương xương cốt tự hồ đang động, một cổ càng thêm cuồng giả khí tức từ trên thân bạo phát đi ra, tràn ngập vô cùng lực lượng cùng bạo. Tại mới vừa trong công kích hứa mạc phá giáp nhưng không có phá vỡ đối phương da dẻ. Cái này gian chiến sĩ da dẻ như sắt thép bình thường, trình độ bền bỉ không kém hơn chiến giáp. Còn tại mạnh lên sao? Trên kháng đài người cảm nhận được trên người đối phương biến hóa tim đập, rất nhiều người đều ý thức được cái này giết chóc người là gian chiến sĩ, vậy mà xen lẫn trong trong sân đấu giết chóc, thật hung ác. Hắn còn tại mạnh lên, mặt giáp người chống đỡ được sao? Kẻ giết chóc cánh tay trở nên càng to lớn hơn, y phục đều căng nứt ra, kia cổ cuồng giả lực lượng, khiến người ta cảm thấy run sợ. Trên khán đài người xem vậy mà tại vì hứa mạc lo lắng. Bọn hắn hy vọng hứa mạc có thế thắng. Mạnh hơn sao? hứa mặt nhìn chầm chầm đối phương, chiến đao dơ lên, khi hắn chung quanh thân thể tạo thành một cổ khí tràn. Hứa mặt đứng ở đó, liền cho người một cổ không thể chiến thắng cảm giác. Chiến đao tại, hắn vô địch. Ông! Hứa mặt thân thể động trước, giống như một ngọn gió giống như hướng phía đối phương chạy đi. Phanh! Đối phương chân đạp đất mặt, hướng phía hứa mặt phi nước đại, phím hồng trong ánh mắt lộ ra vô cùng đáng sợ sát lục khí tức, chiến phủ dơ lên, hắn muốn đem hứa mặt chém thành hai đoạn. Thân thể hai người mắt thấy là phải tới gần, đối phương chiến phủ dơ cao chém giết mà xuống. Nhưng ở giờ khắc này, hứa mặt thân thể đột nhiên gia tốc, giống như một ngọn gió. Đau lên, như thiểm điện. Thấy máu, phong hầu. Kẻ giết chốc thân thể vẫn như cũ còn tại sông về phía trước, nhưng máu tươi cũng không ngừng từ trong cổ phun ra ngoài, sau đó mới ngã xuống đất. Hứa mặt nghiêng thân thể đứng thẳng đến, thu đau vẫn là quá yếu. Chủ thành khu cư dân bình thường trong lầu một gian trong phòng nhỏ. Phòng nhỏ chỉ có 50 mét vuông không đến, tia sáng có chút tối, nhưng lại dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tê, tê. ERA cùng mẫu thân chỉnh lý xong đồ vật, xoa xoa mồ hôi tráng, nhìn thoáng qua nhỏ hẹp lại sạch sẽ gian phòng. ERA lộ ra nụ cười nhạt, cuối cùng chỉnh lý xong rồi. Về sau, liền bắt đầu cuộc sống mới rồi. ERA cao hứng nhìn thoáng qua mụ mụ. Era, có hay không cảm thấy ủy khuất? Era mụ mụ nhìn xem nữ nhi hỏi. Không biết a, à, ta rất vui vẻ. Era mỉm cười ngọt ngào nói, thật sự. Ta muốn đem tiền quyên cho viện mồ côi, lưu lại một chút tiền sinh hoạt, Era ngươi cảm thấy thế nào? Era mụ mụ lại nói. Những cái kia tiền là ta rinh nghị viên. Ừ, ta ủng hộ mụ mụ. Era mỉm cười nói, hiện tại ta cũng tìm được công tác có thể chiếu cố bọn nhỏ, tiền lương còn có thể có 100 đồng liên bang, đủ chúng ta sinh sống. Nghe tới ê ra lời nói mẹ của nàng cảm giác cái mũi ê ẩm, nhưng trong mắt vẫn như cũ có nụ cười sáng lạn Một năm qua này các nàng quá khổ, lan bạc kỳ hồ, còn có người muốn hại các nàng, vì bảo hộ ê ra nàng bất đắc dĩ ủy thân ta rinh nghị viên, nhưng về sau tao ngộ nhường nàng đau đến không muốn sống, may mắn là ê ra không có chuyện. Mà lại, ra thật sự hiểu chuyện trên người nàng không có tùy hứng nuôn chiều cũng không có phàn nàng sinh hoạt khổ nạn nàng thật sự rất yên vui chỉ là trong lòng ê ẩm cảm giác có lỗi với mình nữ nhi nàng vốn trải qua ưu việc sinh hoạt dạng này chênh lệch không phải ai đều có thể tiếp nhận mụn mụ chờ sau đó ta muốn đi ra ngoài một chuyến Era ra cười nói đi ra ngoài ra mụ mụn nhìn xem nàng ra Ngươi quên hôm nay là ngày mấy sao? Nhớ được, hôm nay là sinh nhật của ta. Era mỉm cười ngọt ngào nói, ban đêm trở về cùng Mụ Mụ một đợt qua. Era Mụ Mụ nhìn nữ nhi liếc mắt, có chút bận tâm nói, Era, nói cho Mụ Mụ, ngươi gần nhất mỗi lúc trời tối đều đi ra ngoài, có phải là yêu đương rồi? A. À. Era trên mặt hiển hiện một vệt đỏ ửng, lắc đầu, không có a. Vậy ngươi muốn đi ra ngoài tìm ai? Era mụ mụ hỏi: "Ta gặp một vị bằng hữu." Era thấy mụ mụ có chút bận tâm, đối nàng nói: "Trước kia ta và mụ mụ đề cập qua Hứa Mạc." Era mụ mụ lộ ra vẻ chợt hiểu, mỉm cười nhìn mình Nữ Nhi. Xem ra, Nữ Nhi đúng là lớn rồi. Ngươi thường xuyên nhấc lên, sáng tác ra ngươi thường xuyên đàn tấu kia mấy thủ âm nhạc Hứa Mạc. Một năm qua này, Era một mực mang theo nhạc cụ ở bên người cho tới nay nàng sinh hoạt động lực chính là âm nhạc rồi ừ ê ra tựa hồ có chút xấu hổ về sớm một chút ê ra mụ mụ tiếu dung sáng lạng trên đường cẩn thận một chút nếu như có thể mà nói để hứa mạc đưa tiễn ngươi ừ ta biết rõ ê ra cười gật đầu có cơ hội mang hứa mạc tới nhà ngồi một chút ê ra mụ mụ mỉm cười nói nàng cũng muốn gặp thấy vị kia tài hoa hơn người người trẻ tuổi Tê ra nghe tới lời của mẹ đầu tiên là vui vẻ, bất quá ngược lại lại trở nên có chút mất mát. Không biết vì cái gì, nàng lúc này bỗng nhiên cảm giác thật là khó chịu. Nàng tự ti. Đã từng kiêu ngạo cao quý nàng, bây giờ nghĩ đến kia trương dương quan anh tuấn khuôn mặt, nàng liền sẽ cảm thấy sâu đậm tự ti. Nàng xứng sao? Đây chính là hứa mạc, tài hoa hơn người hứa mạc. Thật là khó chịu a. À? Bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình. Tại sao phải như vậy lòng tham đâu? Có thể gặp được hắn, thường xuyên nhìn thấy hắn, đã rất khá, không phải sao? Chương 59, Hoàng Mỹ Thế Giới Sân thi đấu chiến đấu hứa mạc không chút huyền niệm lấy được thứ nhất, hắn cầm tiền về sau trực tiếp lưu. Như hắn sở liệu có người theo dõi, dù sao, hắn giết một vị gian chiến sĩ. Bất quá rất dễ dàng bị hắn bỏ qua rồi, hắn không sợ nhất đúng là theo dõi. Trở lại quán rượu nhỏ hứa mặt lại làm trở về bartender. Hứa mặt biết rõ, loại này cuộc sống bình thản khả năng tiếp tục không được bao lâu. Từ khi ta rinh nghị viên chết một khắc này, bình thản liền lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh vỡ, đây cũng là đương thời hắn do dự nguyên nhân. Quán rượu nhỏ thề lên phu nhân vẫn là hứa mạc trung thực khách hàng. Mà lại mỗi lần tới đều mặc bất đồng gợi cảm y phục, mỗi lần đi đều sẽ cho 100 đồng liên bang tiền boa, thuận tiện hỏi một câu ngày nào có rảnh. Đùa dẫn hứa mạc trở thành nàng trong sinh hoạt niềm vui thú một trong. Đương nhiên, nàng cũng không để ý cùng hứa mạc để để phát sinh chút gì. Tê ra tới thời điểm trên tay mang theo một cái sáu tất nhỏ bánh gato, đây là nàng hung ác quyết tâm mua thế giới ngầm bánh gato cũng không tiện nghi, một cái đơn giản sáu tấc bánh gato đều muốn mấy chục đồng liên bang, nàng cần công tác không ít thiên tài có thể kiếm được. Bất quá Era vẫn như cũ rất vui vẻ, nàng dẫn theo nhỏ bánh gato đi vào quán rượu nhỏ, ngồi ở quen thuộc góc khuất vị trí. Tiểu thất thậm chí lười nhác đi qua, dù sao cũng không phải tới tìm hắn, chỉ là hô một tiếng mạc ca đối hứa mạc ra hiệu lại. Hứa mạc nhìn về phía Era bên kia lên phu nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười duyên nói, cô bạn gái nhỏ đến rồi. lên phu nhân chê cười, chỉ là bằng hữu. Hứa mạc đạo. Bằng hữu. lên phu nhân lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nữ sinh đều là thận trọng, nhất là nữ sinh xinh đẹp, có thế mỗi ngày đến, tự nhiên là đối với người có ý tưởng. Tự như tỷ tỷ ta đồng dạng. Hứa mạc cười khổ. Trong lòng của hắn khổ a, à, nên hạ thủ thời điểm liền muốn quả quyết một chút, nếu có cái gì sẽ không địa phương, tỷ tỷ có thể dạy ngươi, bao quát một số phương diện. Hề lên phu nhân cười duyên tay lấy ra đồng liên bang đặt lên bàn, nói, ngày mai gặp, hứa mặt đệ đệ. Hề lên phu nhân đi thông thả. Hứa mặt nhìn xem hề lên phu nhân chập chờn dáng người, hắn cảm giác mình bị nhục nhã. Một số phương diện, hắn vẫn không dùng dậy bất quá giống hề lên phu nhân dạng này khách hàng hắn không ngại nhiều đến mấy vị hắn yên lặng đem đồng liên bang thu nhập rồi trong túi ê ra ngồi một mình ở kia rất yên tĩnh không có đi quấy rầy hứa mạc công tác hứa mạc phải bận rộn lời nói nàng sẽ một người ở nơi này các loại nàng còn có chút hơi khẩn trương dù sao đây là nàng lần thứ nhất cùng ba ba mù mụ bên ngoài người chúc mừng sinh nhật hứa mạc điều hai chén rượu đi đến bên này mỉm cười nói ê ra tiểu thư ban đêm tốt A. À, Era còn đang suy nghĩ sự tình. Ngẩng đầu thấy đến Hứa Mạc, nàng trái tim phốc đông nhảy lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói: "Ban đêm tốt." Hứa Mạc đem một chén số độ thấp rượu đưa cho Era, chỉ thấy Era cười hắn nói: "Có thể hay không uống nước sôi để nguội." Trên người ta không có tiền gì. Ta mời ngươi." Hứa Mạc mỉm cười nói, không để ý chút nào Era cuộn bách. So với đã từng Era kiêu ngạo bộ dáng, hắn càng thưởng thức nàng bây giờ tính tình. Không làm bộ, không che giấu. Vậy ta mời ngươi ăn bánh gato. tô. Ê nụ cười sáng lạng lấy. Tốt. Hứa mạc mỉm cười ngồi xuống, Ê lúc tiến vào hắn liền chú ý đến nàng mang bánh gato. tô. Hôm nay hẳn là sinh nhật của nàng. Ê vui vẻ cắt lấy bánh gato, tô, chia rồi một khối lớn cho hứa mạc nói khẽ, cho. Hứa mặt nhìn xem Ê thuần chân tiếu dung, có chút hoảng hốt đây là hắn nhận biết ê ra sao. Đây là một cái đơn giản sinh nhật nghi thức. Một cái nhỏ bánh gato, hai chén rượu. Không có hoa tươi, không có ngọn nến. Nhưng Era ra lại phá lệ vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, ê ra tiểu thư. Dưới ánh đèn lờ mờ, hứa mặt đối ê ra nói khẽ. Era ra sững sờ, sau đó trên mặt hiển hiện một vệt đỏ ửng, lộ ra e lệ tiếu dung, nói khẽ, cảm ơn một trận trầm mặt. ra nhìn về phía quầy ba bên cạnh nhạc cụ, đối hứa mặt nói, ngươi mua sao? Ta có thể hay không thử một chút? đương nhiên. Hứa mặt gật đầu. Era đi đến nhạc cụ trước ngồi xuống, tiến vào trạng thái bắt đầu đàn tấu, là nàng khá là yêu thích kia một bài, ta linh hồn. hơi say rượu trạng thái. Era đàn tấu trước đây âm nhạc, nhớ lại đi qua từng ly từng tí, khóe mắt lại có lấy một sợi nước mắt lớn lên thật là khó a à, bất quá nàng vẫn là mang theo nụ cười đàn tấu xong nhìn xem hứa mạc nói cảm giác thế nào tự hồ nàng có chút chờ mong hứa mạc khích lệ rất tốt hứa mạc gật đầu ta trước đây không lâu vậy học tập một bài âm nhạc đưa cho ê ra tiểu thư ê ra lộ ra một vệt thần sắc mừng rỡ đem vị trí nhường lại hứa mạc vậy mà lại bản thân đàn tấu à đúng vậy a à, tài hoa hơn người hắn làm sao có thể sẽ không đâu Hứa mặt ngồi ở nhạc cụ trước, đầu ngón tay nhảy lên. Một bài thuần âm nhạc tại quán rượu nhỏ bên trong vang lên. Chỉ một sát na, giống như là đánh trúng era ra linh hồn giống như, đôi mắt đẹp của nàng nhìn xem hứa mặt, tràn đầy kinh hỉ. Đây là một bài tràn ngập lực lượng tốt đẹp âm nhạc, mang đến vô hạn hy vọng. Đây là hứa mặt đưa cho ta. Era ra con mắt có chút đỏ, nàng thật sự rất vui vẻ. Era ra một mực nụ cười sáng lạng, mắt thần minh sáng nhìn xem đàn tấu âm nhạc hứa mạc giờ khắc này hứa mạc trên thân tựa hồ có ánh sáng thật sự thật tốt nhìn a à? một khúc kết thúc ê ra hỏi hứa mạc bài này âm nhạc tên gọi là gì hoàng mỹ thế giới hứa mạc đáp lại nói hắn có thể cảm nhận được ê ra tinh thần sa sút hy vọng bài này âm nhạc có thể cho nàng mang đến một điểm lực lượng cảm ơn ngươi hứa mạc Ê ra tiếu dung sáng lạng. Đây là nàng có ý nghĩa nhất sinh nhật. Ê ra rời đi, thời điểm ra đi rất vui vẻ. Quán rượu nhỏ bên trong. Mà ca thật có tài hoa, bài này âm nhạc quá êm tai rồi. Tiểu thất chậm rãi nói, dịp thanh điệp gật đầu tán đồng. Ai? Tiểu thất thở dài một cái, nói, ta muốn là nữ nhân, ta vậy thích mạc ca. Dịp thanh điệp. Phương hướng ngày càng uống lượng. Điệp tỷ, mà ca không có đưa qua âm nhạc cho ngươi a." À. Tiểu Thất chậm từ tốn nói. Diệp Thanh Điệp nhìn xem Tiểu Thất, lúc này mới nghe rõ ý hắn. "Gây sự đâu?" Bất quá ngẫm lại tự như là có chuyện như vậy, cười cười, Diệp Thanh Điệp trực tiếp một cước đem Tiểu Thất cho đạp lăn. Ăn dấm cũng không cần tìm ta trút giận đi. Tiểu Thất buồn bực nói thầm một tiếng. Vì cái gì mỗi lần bị thương luôn luôn hắn? Era rời đi quán rượu thời điểm trên mặt một mực treo tiếu dung. Dưới ánh đèn, trong tay nàng dẫn theo cái túi, bên trong còn có một khối nhỏ bánh ga tô, là lưu cho muộn muộn. Trong miệng hừ nhẹ lấy âm nhạc, nhưng nàng luôn cảm giác chỗ nào sai rồi, dù sao mới chỉ nghe xong một lần. Thật là dễ nghe. Era một người cười khúc khích, nhất là nghĩ đến hứa mạc đàn tấu hoàng mỹ thế giới thời điểm, nàng cảm giác mình tâm đã bay đi. Làm sao lại có tài như vậy hoa a, à, giờ khắc này era ra cảm giác mình sinh mệnh phản phất lại có ánh sáng. Nếu là sinh hoạt mỗi ngày đều là như thế, vậy nên thật đẹp tốt. Đối với Era mà nói, hôm nay không thể nghi ngờ là có ý nghĩa một ngày. Nàng tại nghĩ nhất định phải học được bài này âm nhạc, cùng mụ mụ một đợt chia sẻ. 19 tuổi, cuộc sống mới. Era mỉm cười nói. Nàng đối tương lai bắt đầu có chút mong đợi đi đến lâu. Era ra gõ cửa một cái. Mụ mụ, ta đã trở về. Không có người đáp lại, trong phòng rất yên tĩnh. Era ra cảm giác có chút kỳ quái, xuất ra chìa khóa, nàng mở cửa khóa đi vào. Gian phòng rất đen. Mụ mụ đã ngủ chưa? Era ra thấp giọng nói, nàng đóng kỹ cửa phòng, sau đó mở đèn. Sau một khắc, Era ra trái tim kịch liệt co quắp bên dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt mụ mụ. ERA nước mắt nháy mắt chảy xuôi mà xuống. Cháy lên hy vọng nháy mắt phá diệt. Một màn kia quang, triệt để phai nhạt xuống. Trong phòng, ERA ra mụ mụ ngã xuống trong vũng máu, sớm đã không còn khí tức. Tại bên cạnh thi thể trên ghế salon. Hai thân ảnh an tĩnh ngồi ở kia, ánh mắt bên trong mang theo băng lãnh chi ý, nhìn xem ERA đi lên phía trước. Mụ mụ. Era đi đến mẹ của nàng bên người, quỳ trên mặt đất, muốn nhìn một chút mụ mụ còn có hay không khí tức, lại phát hiện mụ mụ thân thể đã lạnh buốt. Nàng ôm mụ mụ thi thể, ghé vào trên người nàng, nước mắt không ngừng trượt xuống. Không có sợ hãi, không có sợ hãi. Chỉ có tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Hoàng Mỹ thế giới chỉ tồn tại ở lý tưởng, đây là một cái dơ bẩn đến cực hạn thế giới, không có hy vọng thế giới. Nàng thật là khó chịu, khó chịu đến khóc không được. Nàng trái tim đau quá, đau đến không có một tia khí lực. Vì cái gì sinh hoạt muốn như vậy tàn nhẫn? Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng coi là sẽ là tân sinh, nhưng là tuyệt lộ. Nàng muốn kêu đi ra, lại phát hiện cái gì vậy hô không ra, chỉ là phát ra thanh âm khàn khàn. Trên ghế salon hai người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bọn hắn không có nóng lòng động thủ, ánh mắt lạnh lùng, không có tình cảm chút nào. Ta Rin nghĩ viên chết Ngươi là có hay không là hợp mưu? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên ghế salon thân ảnh trong miệng nói ra. Những ngày này âm thầm điều tra, bọn hắn phát hiện Tarin nghị viên tình phụ cùng một quán rượu nhỏ. Khả năng liên lụy tới Tarin nghị viên tử vong sự kiện bên trong. Bởi vì hoài nghi, bọn hắn liền tới đến nơi này, ERA mụ mụ lấy cái chết tự chứng minh, hy vọng bọn hắn có thể bỏ qua ERA. Chỉ tiếc, cũng không có ý nghĩa. Era ra căn bản không có nghe tới câu hỏi của đối phương. Tuyệt vọng qua đi, là phẫn nộ. Vì cái gì, tại sao phải cái này giảng? Một năm qua này, mù mụ, mụ chịu đựng lấy khổ nạn, nhục nhã, tuyệt vọng, vì nàng thậm chí không bỏ được chết. Vì cái gì còn muốn cái này dạng đối nàng? Nàng muốn đứng dậy, đã thấy đối phương giơ chân lên trực tiếp dậm ở trên lưng của nàng, mang theo trêu tức chi ý. Era ra quay người, hướng phía trước bò đi, kia dẫm lên nàng người lộ ra một vệt có chút hăng hái thần sắc. Nàng muốn bò đi chỗ nào? Ê không có trốn, nàng hướng phía trong phòng bò đi. Hai vị liên bang hộ vệ đội thành viên vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, mang theo vài phần xem trò vui tư thái. Bọn hắn có chút hiếu kỳ Ê muốn làm gì? Ê đi tới gian phòng lật qua lại ngăn tủ, nàng mở ra một cái kim loại hộp, bên trong có hai bình chất lỏng cùng ống tim. Era đem ống tim đâm vào trong đó, đem chất lỏng hút ra, sau đó giật xuống cánh tay tay áo, chảy nước mắt đem ống tim tim vào tiến vào cánh tay trong mạch máu. Nạn không có ngừng bên dưới, lại dùng ống tim hấp thu một cái khác bình chất lỏng, tương tự tim vào tiến vào thể nội. Tuyệt vọng như vậy thế giới, còn có cái gì có thể lấy e ngại đây này? Chương 60, Săn bắn Era đau đớn co quắp tại trên mặt đất, nhưng nàng không có hô lên thanh âm tới. Lôi kéo chăn trên giường, hàm răng của nàng thật chặt cắn một góc chăn, thừa nhận tê tâm liệt phế đau đớn. Trước kia nghe ba ba kể chuyện xưa, ba ba nói thế giới này có rất nhiều bất đồng giống loài. Có thiên sứ, có ác ma. Nàng đã từng hỏi qua ba ba trong cái chai này chứa là cái gì, ba ba nói là có thể làm cho người biến thành thiên sứ hoặc là ác ma đồ vật, trừ phi sắp chết rồi nếu không không thể dùng. Sau này biết rõ ba ba làm sự tình nạn minh bạch. Đây là vật thí nghiệm, gian tiến hóa dịch. Thiên sứ là người. Ác ma cũng là người. Thân thể của nàng tại thiêu đốt. Đau đớn, vô tận đau đớn. Nàng cảm giác giống như là có cái gì đồ vật muốn từ thể nội mọc ra giống như lâm vào vô tận đau đớn bên trong. Không chỉ là trên nhục thể đau đớn, còn có linh hồn đau đớn nàng chán ghét cầm nhân loại thí nghiệm sản phẩm ác ma chi vật nàng thậm chí chán ghét thế giới này không ánh sáng thế giới nếu như có thể lựa chọn nàng hy vọng bản thân chưa từng có đi tới nơi này cái thế giới a à, đau đớn cũng không còn cách nào chịu đựng tay của nàng xé rách chăn mền phát ra một đạo tiếng gạo thê thảm bên ngoài thành bang hộ vệ đội người nghe tới động tỉnh chạy vào nhìn thấy trước mắt hình tượng con ngươi co vào trái tim kịch liệt nhảy lên. Đây là Một người cầm lấy súng trực tiếp đối Era nổ súng xạ kích, năng lượng quang đem Era non mịn da dẻ vạch phá, máu tươi vẩy ra. Nhưng bọn hắn lại rung động phát hiện, Era da dẻ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Bọn hắn liên tục nổ súng, nhưng kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Quái vật Bọn hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Là gian tiến hóa dịch. Một người khác nhìn chầm chầm ê ra, hắn thấy được rơi trên mặt đất hai cái cái bình. Nàng dùng hai chi. Tại thế giới ngầm mặc dù có rất nhiều gian thí nghiệm nhà máy. Nhưng gian tiến hóa dịch vẫn là phi thường bí ẩn chi vật, cực ít có người có thể tiếp xúc đến. Đối với gian tiến hóa dịch, cho dù là thành ban hộ vệ đội thành viên đều mang kính sợ tâm lý. Bọn hắn cũng không biết cái này đồ vật đến tột cùng là một loại tồn tại như thế nào, chỉ là nghe nói qua không ít nghe đồn. Có nghe đồn xưng, gian tiến hóa dịch rút ra những giống loài khác gian, với thân thể người gian tiến hành cải tạo, sinh ra biến dị. Tỷ lệ thất bại cực cao, bởi vậy cần đại lượng thí nghiệm. Nàng hẳn là sẽ chết đi. Hai người nhìn chầm chầm ERA, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Quán rượu. ERA rời đi sau đó không lâu, hứa mặt liền cảm giác bên ngoài có chút dị thương. Quán rượu ngoài có người đến đi trở về động vẫn là bại lộ sao? Bất quá cũng bình thường, mặc dù dọn dẹp không ít người, nhưng cũng không thể đem manh mối hoàn toàn chặt đứt tới. Chỉ cần có manh mối tại, liền có thể tìm tới dấu vết để lại. Ta rinh nghị viên bị giết, đội chấp pháp lọc vào công kích, nghị viện tự nhiên sẽ tra rõ. Khoảng thời gian này bên ngoài nhìn như không có động tĩnh, nhưng âm thầm hẳn là sóng ngầm phun trào. Bây giờ, hẳn là tra được quán rượu đến rồi. Tiểu thất, hứa mạc hô đối tiểu thất phân phó một tiếng tiểu thất lập tức tiến đến quán rượu khách nhân bên kia kêu gọi muốn sớm đóng cửa rồi điệp tỷ ảnh mặt giác hứa mạc nhắc nhở chính hắn cũng tới lâu lần này không khí có chút không đúng cùng lần trước hoàn toàn khác biệt lần trước ta rinh nghị viên đội trưởng đội thị vệ cùng với đội chấp pháp tống ty đến đây đều không đem rượu quán coi là chuyện đáng kể trực tiếp xâm nhập nhưng lần này đối phương rất cẩn thận cho dù là nhìn chầm chầm nơi này, cũng không nhìn liếc mắt. Nếu không phải hắn cảm giác cường đại lại đầy đủ cảnh giác. Thậm chí vô pháp phát hiện. Bốn người đều mặc lên chiến giáp, người bên ngoài vậy đi. Trong tử quán khách nhân lần lượt rời đi, có người uống một chút rượu không muốn đi, tiểu thất cưỡng chế đem người đẩy ra phía ngoài. Cẩn thận. Hứa mặt đối tiểu thất hô một tiếng, tiểu thất nháy mắt quay người hướng bên trong chạy. Oanh. Quán rượu đại môn trực tiếp nổ tung, vừa bị tiểu thất đưa ra môn tử quỷ kêu thảm cũng không có tới kịp phát ra liền bị nổ bay, trong mơ mơ màng màng mất mạng. Oanh, oanh. Nặng hỏa pháo liên tục oanh đến, bay vào trong tử quán. Trong chốc lát quán rượu nhỏ hai tầng lâu lung lay sắp đổ. Vật phẩm bên trong đều bị phá hủy đi đến, tiểu thất thân thể bị dư âm đánh bay té ngã trên đất, cảm giác đầu ông ông vang. Bên ngoài truyền ra tiếng thét chói tai, chung quanh quán rượu người điên trốn như điên chạy quán ba đường phố loạn cả một đoàn bất quá bọn hắn đều không thể thoát đi từ quán ba đường phố ngoại vi đột nhiên nhiều hơn rất nhiều xuyên giáp người đem rượu đi đường phố phong tỏa hỗn loạn tưng bừng những cái kia uống rượu người nơi nào thấy qua loại chiến trận này bọn hắn tại chủ thành khu sinh sống mấy chục năm cũng là lần đầu nhìn thấy võ trang đầy đủ xuyên giáp người phong tỏa quán ba đường phố đây đều là thành ban hộ vệ đội thành viên, còn có không ít nhân vật tinh anh. Đây là muốn đối phó người nào? Vậy mà như thế huy động nhân lực. Mà lại ra sân chính là hỏa lực nặng công kích, không ít người bị tai bay và gió. Trong tử quán, khắp nơi đều là phế tích. Đều không sao chứ? Hứa mạc hỏi. Không có việc gì, chó đẻ ác như vậy, kêu gọi cũng không nói một tiếng liền mở làm à. Tiểu thất buồn bực nói, Bất quá nghe tới hắn trò đùa liền biết rõ không có gì đáng ngại. Hứa mặt biết rõ lần trước sự kiện làm cho đối phương cảnh giác, lo lắng đánh cỏ động rắn, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Muốn trực tiếp đem bọn hắn diệt đi tới. Oanh, oanh, oanh. Hỏa lực nặng liên tục oanh đến, đem rượu quán đều nổ thành phế tích. Trước đó nếu không phải hứa mặt nhắc nhở để tiểu thất đem rượu trong quán người đuổi đi, sợ là một cái đều chạy không thoát cũng phải chết ở bên trong. Bất quá dù vậy, những người này phong cách hành sự hoàn toàn như trước đây tàn nhẫn vô tình. Đánh nổ quá trình bên trong hoàn toàn không quan tâm thương tới người vô tội. Trước đó không có đi mấy người, liền bị nổ chết trong này. Còn có sát vách quán rượu, bị tai bay và gió. Quán rượu nhỏ đổ sụp về sau. Hỏa lực nặng ngưng xả kích. Từ quán rượu chung quanh phương hướng, võ trang đầy đủ xuyên giáp đội ngũ hướng phía quán rượu nhỏ phương hướng đi đến bọn hắn tay cầm nguồn năng lượng thương vẫn đối với quán rượu nhỏ phương hướng chỉ cần có chút dị động liền sẽ trực tiếp khai hỏa ngoại vi đồng dạng còn có một đạo tuyến phong tỏa mấy chục người đội ngũ đi đến quán rượu nhỏ cách đó không xa sau lưng bọn hắn một vị người mặc ngân sắc chiến giáp võ trang đầy đủ trung niên phất phất tay nói khai hỏa thoại âm rơi xuống mấy chục người trực tiếp đối kia mạnh phế tích khai hỏa càng quét. Nguồn năng lượng súng ống lực mạnh phi thường, trực tiếp bắn thủng phế tích, đối phế tích phía dưới tiến hành càng quét. Phanh. Đúng lúc này, phế tích bên trong một thân ảnh trực tiếp vọt ra. Kia là một thân ảnh màu đen, trên người hắn mặt đen nhánh chiến giáp sáu trang, trong tay chiến đao đồng dạng là màu đen, giống như là có ti chớp màu đen lượng lờ tại chiến đao phía trên lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía thành ban hộ vệ đội thành viên chạy đi. Thành ban hộ vệ đội thành viên toàn bộ tập trung hỏa lực hướng phía kia ra tới thân ảnh xạ kích, nhưng lại thấy thân ảnh kia tốc độ cực kỳ khủng bố. Tả Hữu né tránh giống như huyễn ảnh bình thường. Nhưng mà, hắn chạy vội hướng phía trước tốc độ nhưng không có chút nào đình chỉ. Tả Hữu phương vị, hỏa lực bao trùm. Sau lưng Quan Chỉ Huy mở miệng nói ra, Thành bang hộ vệ đội thành viên không giới hạn nữa tại nhắm ngay thân thể đối phương, mà lại bao trùm khu vực kia tiến hành xả kích. Không chỗ có thể trốn. Vô luận như thế nào né tránh, đều sẽ bị đánh trúng. Khi đạo đen nhánh thân ảnh đã cách bọn hắn không xa, nhưng cường đại hỏa lực hung mảnh rơi xuống, không thể ngăn cản. Hứa mặt thân thể xẹt qua một đường vòng cung, tránh được đa số công kích. Nhưng vẫn như cũ có hỏa lực đánh phía hắn thân thể tại hứa mặt chung quanh thân thể tạo thành một cổ cường đại trường năng lượng, cái này trường năng lượng giống như là cùng chiến giáp chiến đao tương dung. Thân thể của hắn tiếp tục duy trì khí thế lao tới trước, thậm chí nhanh hơn. Cùng lúc đó, chiến đao chém ra. Cường lực một đao trực tiếp bổ ra năng lượng quan, liền thuận thế hướng phía trước, chém về phía thành ban hộ vệ đội thành viên. Chiến đao xẹt qua, phá giáp. Một hàng đầu lâu bay lên, máu tươi vẫy ra, nhìn thấy mà giật mình cái khác thành ban hộ vệ đội thành viên sắc mặt kinh biến. Vội vàng quay người đem hồng súng nhắm ngay hứa mạc. Nhưng hứa mạc đã đến, tại thương khai hỏa đồng thời chiến đao tiếp tục xẹt qua. Phanh. Hứa mạc thân thể bị đẩy lui, nhưng lại có một người đi đường bị trực tiếp chém giết. Phế tích bên trong dịp thanh điệp bọn hắn vậy bò lên. Dịp thanh điệp khiên pháo hỏa tiễn trực tiếp đối người bày khai hỏa, đánh vào này bày còn không có người ngã xuống trung gian. Oanh. Oanh! Dịp thanh điệp liên tục nã pháo, mạnh hỏa lực công kích phía dưới một đoàn người toàn bộ bị tạc lật. Ảnh cung tiểu thất vậy hướng phía phía trước đánh tới. Bắt đầu săn giết. Hứa mạc thì là nhìn chậm chậm đứng đó quan chỉ huy, đối phương trong nón an toàn ánh mắt lộ ra khí tức âm lãnh. Dạng này hỏa lực đều giết không chết. Bọn hắn đối với cái này lần hành động đã đầy đủ coi trọng hơn 10 vị thành bang hộ vệ đội thành viên tăng thêm mạnh hỏa lực cùng với nguồn năng lượng thương. Hai vòng bắn phá phía dưới, vậy mà một cái không giết chết. Mà lại, cái này người mặc màu đen chiến giáp sáu trang hung đồ thực lực mạnh quá mức. Cho dù là hắn cũng không có nắm chắc. Nơi xa cái khác thành ban hộ vệ đội người thả được rồi quán ba đường phố người. Hung đồ đã toàn bộ bộ hiện thân, không cần thiết tiếp tục phong tỏa. Bọn hắn đều vây lên đến đây, nhưng còn có người một nhà tại bởi vậy không có khai hỏa. Diệp Thanh Điệp cũng sẽ không khách khí, đối bọn hắn vị trí trực tiếp khai hỏa xạ kích. Hứa mặt thì là nhìn chầm chầm quan chỉ huy kia, mở miệng nói, liền chúc người này sao? Quan chỉ huy nghe tới hứa mặt lời nói ánh mắt phá lệ âm trầm. Hắn đây là ngại người ít rồi. Trong tay hắn cầm nguyên lực kiếm, lóe ra năng lượng cường đại ánh sáng. Sợ là không đủ giết. Hứa mặt mở miệng nói ra, thân thể hướng phía trước, chạy về phía đối phương. Người không đủ nhiều, hỏa lực cũng không đủ mảnh. Cơ giáp không thấy được. Chỉ những thứ này. Muốn bắt lấy hắn à, đèn nhánh chiến đao chém giết mà xuống, quan chỉ huy nguyên lực kiếm đồng dạng chém ra, cùng hứa mặt chiến đao xéo xuống đụng vào nhau. Dưới mũ giáp, hai người ánh mắt tựa hồ thấy được lẫn nhau. Suy. Bén nhọn tiếng vang chói tai truyền ra, hứa mặt hoàn toàn áp bách lấy đối phương nguyên lực kiếm. Đao kiếm ma sát, hứa mặt chiến đao hướng phía trước. Phóc thử. Hứa mặt bước chân đi về phía trước một bước, cùng thân thể đối phương sai chỗ, đối phương chiến giáp đã phá. Đầu ngã lệch xuống dưới, vẫn là một đao chém giết.